chương 2241-2245, cổ hoang hung địa. Thời gian chậm chậm mà qua, đầu ngón tay tựa như lưu xa. Hoàng quốc cũng khôi phục bình tĩnh. Tiết linh chiến hoàng liễm thanh dung trở về đại tiết sơn, cái khác tất cả cường giả Cũng đều là tiến vào bế quan trong trạng thái, tranh thủ sớm ngày càng tiến một bước. Có hoang quốc giờ phút này phong phú tài nguyên, tăng thêm năng lượng thiên địa khôi phục đối với hoang quốc đệ tử mà nói, tiến hành tu hành làm ít công to, tiến bộ kinh người. Dạ phiêu lăng, mịch thiên hào, thạch đầu, mục nhược bạch, quỷ sa, ngân dực ma điêu, mị linh. Huyết đằng sát mấy người hoang quốc cường giả đỉnh cao. Tại hoang quốc tốt nhất tài nguyên dưới, cũng đều tiến triển cực nhanh, tiến bộ khả quan. Sau nửa tháng, hoang quốc thạch thành. Oanh! Một tiếng rung động vang tự dưng từ hư không truyền ra, thạch thành bên trong. Có lôi quang ngút trời mảng lớn sáng chói lôi quang hồ quang điện giữa trời, chấn động tứ phương. Toàn bộ Trung Châu đã ở vì đó run rẩy. Bố trí tốt thần vực không gian, cũng phí hết đỗ thiếu phủ không ít khí lực cùng tâm huyết. Cũng đầu nhập vào không ít tài nguyên cùng nội tình. Trên người đồ tốt cũng dùng không sai biệt lắm, còn mấy lần mệt tiêu hao hầu như không còn. Siêu siêu, trong thành đá thần dân phun lên đầu đường, khí tức thật lớn hạ vì đó run rẩy vô số ánh mắt nhìn hướng về phía hoàng cung chỗ sâu cái kia to lớn chi khí chính là tới từ nơi đó trung châu tất cả đại thế lực bên trong có thân ảnh già nua giữa trời mắt thấy hoang quốc phương hướng ánh mắt nổi lên ba động không biết hoang quốc lại có ai đặt chân thánh cảnh cổ thiên tông bên trên kim bằng vực chủ tư mã đạp tinh mấy người mắt thấy hoang quốc phương hướng ánh mắt rung động bực này to lớn ba động khí tức quét sạch trung châu là có cường giả đặt chân thánh cảnh chi tượng. Thánh cảnh, ta hoang quốc lại thêm một cái thánh cảnh cường giả. Thạch thành hoàng cung, đông đảo ánh mắt mừng rỡ không thôi. Hoàng quốc lần thứ hai tăng thêm một vị thánh cảnh cường giả. Hoàng cung chỗ sâu, sấm sét vang dội, lôi quang phù văn lóa mắt. Theo sáng chói lôi quang thu liễm, lôi lão thân ảnh hiển hiện, hiện, hai mắt sáng chói. Như là ẩn chứa lôi hải to lớn khí tức không ngớt. Sau 10 ngày, đại luân giáo bên trên, có năng lượng thiên địa quét sạch bầu trời. Chấn động Trung Châu. Hẳn là nàng cũng đặt chân này một bước. Thạch thành hoàng cung, lôi lão, đỗ đình hiên. Tiểu tinh tinh đám người mắt thấy đại luân giáo phương hướng. Đại luân bên trong giáo có khả năng nhất liền đặt chân thánh cảnh, hẳn là vị lão phụ kia người. Những ngày tiếp theo, tam lục cửu châu nhất giới vực phía trên. Hay không thời gian có khí tức ngút trời, chấn động một châu một chút vốn dĩ là nhanh ngọn đèn khô kiệt vực cảnh đỉnh phong bất sinh bất diệt đỉnh phong lão nhân tại năng lượng thiên địa khôi phục bực này to lớn thời cơ dưới có thể lại đột phá tiếp đặt chân thánh cảnh ngao ô đêm man thú bên trong dãy núi hay không thời gian truyền đến tiếng thú gầm bây giờ man thú sơn mạch cũng xưa đâu bằng nay thế nhưng là có không ít yêu thú cường đại tồn tại trăng mở ngôi sao rõ, núi xa gần cây tất cả đều mông lung, giống như là lồng lên đầu xa. Trong hoàng cung dâng lên mờ mịt sương mù, có phù lục bí văn ba động. Đây là một phương bảo địa. U u, bỗng dưng, thiên địa oanh minh, truyền ra dung động vang, như là kinh lôi không ngớt. Bực này động tĩnh, so với đột phá thánh cảnh còn muốn thật lớn nhiều. Chấn động tam lục cửu châu nhất giới vực trong nháy mắt tất cả bên trong đại thế lực có thân ảnh già nua hiển hiện hư không bấm ngón tay mà động thôi diễn dị tượng chẳng lẽ là nơi đó lại đem tái hiện rồi hả hư không bên trên có lão nhân ánh mắt rung động nổi lên gợn sóng hoàng quốc thạch thành hoàng cung không ít thân ảnh đặt chân hư không tự dưng giữa khí tức to lớn vặn vẹo hư không trên không trung có đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện ba động hỏa lôi từ mắt thấy sâu trong hư không, trong con người cũng có được gợn sóng mà động. Đêm, ảm đạm ánh trăng bao phủ vách núi dốc đứng. Thụ mộc um tùm bên trong mấy tòa nhà kiến trúc cổ phác sâu u, lộ ra tăng thương. Mật thất, Âu Dương Sảng ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ màn sáng. Mênh mông khí tức từ trong cơ thể nộ chầm chậm ba động mà ra. Ừm, bỗng dưng, theo cái kia hạo động tĩnh lớn, chẳng biết tại sao. Âu Dương Sảng trên dung nhan tuyệt thế, hai con người mắt to đột nhiên mở ra. Trong miệng truyền ra một tiếng thở nhẹ âm thanh, trao mày. Tự hồ lộ ra cực kỳ đau đớn, khó chịu. ục ục, Âu Dương Sảng trong bụng nổi lên quang mang, giống như là có cái gì đang ngọ nguậy. Mà ở lúc này, thần vực không gian một chỗ, hư không mông lung. Đỗ thiếu phủ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt từ hắn quanh thân có óng ánh khắp nơi lôi quang hỏa diễm tựa như bích chướng vậy đem hắn bọc lại từ mi tâm bên trong một cỗ tinh thuần lực lượng nguyên thần cùng linh lôi lực lượng từ từ phiêu tán mà ra như vậy thời gian không biết kéo dài bao lâu rốt cục tựa như lão tăng nhập định vẫn không nhúc nhích đỗ thiếu phủ trong mi tâm một vòng ngân kim sắc hồ quang điện ba động bốn phía sáng trói lôi quang hỏa diễm như là hóa thành một đạo thật nhỏ lưu quang chui vào mi tâm bên trong. ầm mà khi cuối cùng một sợi lôi quang hỏa diễm tiến vào mi tâm về sau. Thân thể của đỗ thiếu phủ lập tức vì đó run lên từ bên trong thân thể. Một cỗ nhức mắt lôi quang dâng trào mà ra, một cỗ chấn động hư không vô hình ba động. Cũng là như như cơn lốc từ bên trong thân thể phô thiên cái địa quét sạch mà ra. ầm ầm đột nhiên, hư không sấm sét vang dội lôi quang phù văn sáng trói, cuồng lôi phủ kín không gian hồ quang điện tàn phá bừa bãi như là các loại linh xà không ngừng thoát ra cuồn cuộn âm thanh sấm sét không ngớt rầm rầm cùng lúc một cỗ cuồn cuộn kinh người lực lượng nguyên thần cũng là lấy đỗ thiếu phủ làm trung tâm như là phong bạo quét sạch giờ phút này nếu là có cường giả ở đây tất nhiên vì đó nghẹn họng nhìn chân chối thánh cảnh sơ kỳ tu vi người lực lượng nguyên thần làm sao có thể cường hãn đến đáng sợ như vậy cấp độ chỉ là bực này lực lượng nguyên thần, cũng đủ để cùng đồng dạng thánh cảnh trung kỳ tu vi người chống lại. Sau một lát kinh người động tĩnh chầm chậm thu liễm, tất cả khôi phục bình tĩnh. Xẹt xoẹt, đỗ thiếu phủ hai con ngươi mở ra, trong mắt có lôi quang lấp lóe Quang mang như lôi đình đấu bắn mà ra, một hồi lâu mới thu liễm. Hô, đỗ thiếu phủ một ngụm chọc khí theo yết hầu phun ra, khí tức chấn động bốn phía. Nhấc lên áo bào phần phật. Đoạn thời gian này tại thần vực trong không gian, đỗ thiếu phủ không có bất kỳ cái gì ngừng. Đem thần vực trong không gian không ít mật địa một lần nữa bố trí. Dù sao những địa phương này, về sau chính là hoang quốc đệ tử ma luyện chi địa. Mà đặc biệt là nguyên bản trí tôn mộ nơi ở, đỗ thiếu phủ càng là cường điệu bố trí. Đem khôi phục lại nguyên bản tiến vào thần vực không gian bên trong bộ dáng tài nguyên có hạn. Chỉ có thiên tư mạnh nhất đệ tử mới có thể tiến vào bên trong. Không chịu nổi quá nhiều tiêu hao. Còn có một số to lớn cơ duyên chi địa, Đỗ Thiếu phủ bố trí lên bảo mệnh phù. Cũng bố trí lên tu vi hạn chế, tiến vào bên trong đệ tử có thể có được vực cảnh tu vi. Có thể có được bảo mệnh phù hộ thân. Bất quá cường giả tiến vào cũng sẽ bị áp chế ở vực cảnh. Về phần nguyên bản bản thân tìm hiểu ra vô lượng niết bàn chi địa. Đỗ Thiếu phủ lại là cũng vô lực khôi phục cùng không còn tồn tại. Không khỏi là có chút tiếc nuối. Bố trí tốt thần vực không gian, cũng phí hết đỗ thiếu phủ không ít khí lực cùng tâm huyết. Cũng đầu nhập vào không ít tài nguyên cùng nội tình. Trên người Đồ Tốt cũng dùng không sai biệt lắm, còn mấy lần mệt tiêu hao hầu như không còn. Sau đó ở giữa, Đỗ thiếu phủ luyện hóa trong đầu Tam Thiên Chấn Ly Lôi Hồn trùng. Cái này Tam Thiên Chấn Ly Lôi Hồn trùng vốn là sư phụ khí tôn hạ hầu phong lôi chi vật giờ phút này sư phụ khí tôn đã không cần đến đỗ thiếu phủ cũng không có lại nhiều chối từ linh lôi hồn trùng cũng đích xác là đỗ thiếu phủ cần có nhất chi vật tam thiên chấn ly lôi hồn trùng một mực tại đỗ thiếu phủ trong đầu đã sớm quen thuộc đỗ thiếu phủ khí tức tăng thêm tam thiên chấn ly lôi hồn trùng đối với này khác đỗ thiếu phủ mà nói cũng không phải quá cường đại bởi vậy dung hợp được ngược lại là xe nhẹ đường quen cũng có chút nước chảy thành sông không có cái gì trở ngại bất quá bởi vì tam thiên chấn ly lôi hồn chủng không phải quá cường đại dùng nhập đỗ thiếu phủ nguyên thần đối với đỗ thiếu phủ mà nói chỗ tốt vô tận to lớn nhưng trước mắt đối với tu vi thẳng tắp tăng lên cùng nguyên thần lập tức tăng cường lại là hiệu quả cũng không lớn nhưng đỗ thiếu phủ trong lòng rất rõ ràng dùng hợp tam thiên chấn ly lôi hồn chủng về sau loại này chỗ tốt cũng không phải là thằng tắp tăng cao tu vi đủ khả năng so sánh. Một chút vốn dĩ là nhanh ngọn đèn khô kiệt vực cảnh đỉnh phong. Bất sinh bất diệt đỉnh phong lão nhân. Tại năng lượng thiên địa khôi phục bực này to lớn thời cơ dưới, có thể lại đột phá tiếp. Đặt chân thánh cảnh, mà đột phá thánh cảnh cũng không có bao lâu, đỗ thiếu phủ cảm giác trong khoảng thời gian này. Đặt chân đến thánh cảnh sơ kỳ về sau, tu vi cũng không có quá nhiều tăng lên thánh cảnh ở giữa mỗi một cái cấp độ cách nhau so với từ vừa mới bắt đầu tu luyện tới thánh cảnh sợ là còn to lớn hơn nên đi tìm kiếm cái khác linh lôi đỗ thiếu phủ tự lẩm bẩm tất cả nên làm cũng đều đã làm tiếp xuống là tối trọng yếu chính là tăng cường thực lực bản thân mà đối với đỗ thiếu phủ mà nói hiện tại tăng cường thực lực biện pháp nhanh nhất cung cấp thiết nhất không thể nghi ngờ là tìm kiếm những thứ khác linh lôi dung hợp mà cái này tự hồ liền muốn hỏa lôi lão tổ hỗ trợ. Suy một lát sau, Đỗ Thiếu phủ thân ảnh biến mất không gặp, rời đi thần vực không gian. Muốn hồi Thạch Thành tìm kiếm an bài tất cả, sau đó tìm hỏa lôi lão tổ tìm kiếm cái khác linh lôi. Mà khi Đỗ Thiếu phủ trở lại Thạch Thành, lại là chiếm được hai cái tin tức kinh người. Lôi lão đặt chân thánh cảnh, để Đỗ Thiếu phủ mừng rỡ không thôi. Cổ Hoang Hung địa phải tiếp tục mở ra? Đại điện, Hỏa Lôi từ mắt thấy Đỗ Thiếu phủ nói ra, khuôn mặt thần sắc cực kỳ nghiêm mặt. Cổ Hoang Hung địa, đó là địa phương nào? Nhìn Hỏa Lôi lão tổ thần sắc, còn có Cổ Hoang Hung địa bực này danh hào chi địa. Đỗ Thiếu phủ cũng âm thầm trong lòng căng thẳng, nơi đây sợ không phải là đồng dạng chi địa. Liền nói như thế, Cổ Hoang Hung địa tồn tại cực kỳ xa xôi. Đó là Long Phượng đại kiếp thời điểm, Long tộc, Phượng hoàng nhất tộc còn có kỳ lân nhất tộc quyết chiến cuối cùng chi địa. Hỏa lôi lão tổ nói ra, trong thành đá thần dân phun lên đầu đường, khí tức thật lớn hạ vì đó run rẩy. Giờ khắc này ở chàng Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Tiểu Tinh Tinh. Thanh hồ lão yêu mấy người mấy người cũng đều là âm thầm biến sắc. Lòng phượng đại kiếp Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là biết mà lại là từ nhỏ đã biết. Khi còn bé Đỗ Thiếu Phủ coi là Long Phượng Đại Kiếp chỉ là truyền thuyết, về sau mới biết được đó là viễn cổ chuyện lúc trước. Truyền ngôn thiên địa chi sơ có tam tộc là long tộc, phượng hoàng nhất tộc. Còn có trong truyền thuyết kỳ lân nhất tộc, cái này tam tộc được trời yêu ái, sinh nhi đại năng. Về sau không biết là nguyên nhân nào, tam tộc đại chiến, kinh thiên động địa. Ảnh hưởng thực sự quá tại to lớn, bởi vậy bị sinh linh xưng là long phượng đại kiếp. Mà khi đó, nhân loại vẫn chỉ là tại các loại sinh linh mạnh mẽ trong khe hẹp cầu sinh tồn. Cực kỳ nhỏ yếu. Thật sự có Long Phượng đại kiếp sao? Đỗ Thiếu phủ hít vào một hơi thật sâu. Đích xác có. Lôi lão mở miệng, hắn tu hành thời gian mặc dù không có hỏa lôi tử trường, nhưng biết không ít bí ẩn, nói với Đỗ Thiếu phủ, nghe nói Long Phượng đại kiếp. Cuối cùng lấy Kỳ Lân nhất tộc diệt tộc làm kết thúc. Long tộc cùng Phượng hoàng nhất tộc cũng tổn thất nặng nề. Lui về Tứ Hải cùng Ngô Đồng Sơn nghỉ ngơi lấy lại sức trương 2242 2246 Chân Long Chân Phượng Tinh Huyết. Lần giáp chi bối Tôn Long tộc, Tẩu thú chi trúc Tôn Kỳ Lân, phi cầm chi luân Tôn Phượng Hoàng. Nhưng Long Phượng đại kiếp, Long tộc liên thủ với Phượng Hoàng nhất tộc diệt Kỳ Lân nhất tộc. Về sau, bản thân cũng thảm trọng vô cùng, từ đó về sau. Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc thực lực giảm lớn, chủng tộc khác mới thừa cơ đại hưng. Trong đó nhân tộc càng là ở trong hắn triệt để quật khởi. Lôi lão mở miệng, nói hắn biết tất cả. Về phần Long Phượng đại kiếp đại quyết chiến cuối cùng chi địa. Không người biết được làm sao sẽ trở thành cổ hoang hung địa. Cái kia cổ hoang hung địa từ cổ trí kim cũng chỉ xuất hiện qua hai lần. Cái kia còn đều là tại viễn cổ một lần kia đại kiếp chuyện lúc trước. Lão chủ nhân lúc trước đã từng từng tiến vào. Nghe nói là tìm kiếm một dạng cực kỳ trọng yếu chi vật cuối cùng cũng không công mà lui. Sau từng nói, cái kia hung địa cực kỳ hung hiểm, có to lớn sát cơ, là Đại Hung Chi Địa. Lôi lão tiếp tục nói, lúc trước hắn lão chủ nhân Thần Lôi Thiên Thánh đã từng tiến vào bên. Trong, chỉ là khi đó hắn tu vi còn thấp, chưa từng có cơ hội đi vào. Nghe Lôi lão lời nói, Đỗ thiếu phủ trong lòng không khỏi âm thầm nắm thật chặt. Ngay cả Thần Lôi Thiên Thánh cường giả như vậy cũng nói cổ hoang hung địa là Đại Hung Chi Địa. Cái kia đủ thấy ở bên trong là bực nào hung hiểm cực kỳ nghiêm khắc mà nói, hai lần đó cổ hoang hung địa căn bản không phải chân chính xuất hiện. Chỉ là không biết vì sao xuất hiện vết nứt mới có thể để người tiến vào. Hơn nữa có thể đi vào, đều là thánh cảnh trở lên tu vi người. Thánh cảnh tu vi người dưới sinh linh, căn bản không có tiến vào tư cách. Hỏa lôi từ củ chính lôi lão, nói ra. Hai lần đó cổ hoang hung địa cứ việc chỉ là xuất hiện vết nứt nhưng không ít ban đầu đại năng cường giả tiến vào bên trong cũng gãy hao hết bên trong. Cũng có người từng đạt được to lớn cơ duyên, như là chân long cùng chân phượng tinh huyết. Còn có chân long cùng chân phượng trí tôn thú năng. Còn có một số cực kỳ viễn cổ trước đó nghịch thiên chủng tộc tiền bối lưu lại. Những chủng tộc kia lúc trước cũng không biết tại long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc phía dưới. Bao nhiêu? Thoại âm rơi xuống, hỏa lôi từ liếc qua đỗ thiếu phủ, tiểu tinh tinh. Đỗ tiểu yêu đám người nói, trong thần sắc mang theo có chút ngạo khí cùng đắc ý. Lúc trước hắn nhưng là từng tiến vào cái kia đại hung chi địa. Biết đến tình huống xa so với gỡ mìn lão còn nhiều hơn. Hỏa lôi tử, ngươi đi vào cái kia cổ hoang hung địa sao? Tiểu tinh tinh mắt thấy hỏa lôi tử, có chút hiếu kỳ hỏi. Không biết lớn nhỏ, hỏa lôi tử chừng tiểu tinh tinh một chút, trợn trắng mắt bất quá ngược lại là không có tức giận bộ dạng, trả lời, lão tổ ta đương nhiên đi vào. Đương kim tại thế người, đi vào cái kia đại hung chi địa người còn sống. Sợ là cũng không có mấy người. Cái kia ngươi dẫn chúng ta đi vào, không lâu không có nguy hiểm gì sao. Tiểu tinh tinh nhảy ánh mắt sáng ngời, trong mi tâm ấn ký lộ ra tôn quý cùng yêu mị. Đối với hỏa lôi tử nhưng không có quá khách khí, hỏa lôi tử thân phận cực cao có thể tiểu tinh tinh nàng có thể rõ ràng bản thân thế nhưng là long thần nữ nhi bàn về đến so với hỏa lôi tử thế nhưng là cao hơn tiểu gia hỏa người nghĩ nhiều nếu là dựa theo cổ hoang hung địa lần thứ nhất xuất hiện khe hở cùng lần thứ hai xuất hiện kẽ hở tình huống đến xem từng tiến vào cổ hoang hung địa người căn bản là không có cách tiến vào lần thứ hai vô luận là nhân tộc thú tộc vẫn là yêu linh tu vi lại cao hơn, cũng chỉ có thể tiến vào một lần. Hỏa lôi từ mắt thấy tiểu tinh tinh, đỗ thiếu phủ các loại, vì đó lắc đầu, cái kia hung đĩa. Hắn sợ là không có cơ hội có thể tiến vào lần thứ hai. Dạng này sao? Thanh hồ lão yêu ở một bên nghe vậy, có vẻ hơi thất vọng. Lúc trước hắn cũng không có cơ hội tiến vào cổ hoang hung đĩa. Vừa mới nghe tiểu tinh tinh lời nói, nghĩ đến loại kia đại hung chi đĩa nếu là có thể có hỏa lôi lão tổ tọa chấn mang theo bọn hắn đi vào chung lời nói. Vậy dĩ nhiên là an toàn hơn nhiều. Vĩnh hằng chi mộ bên trong đi ra những lão gia hỏa kia. Bọn hắn lúc trước đi vào cổ hoang hung địa sao? Tiểu tinh tinh con ngươi ở trong mắt quay tít một vòng, nhìn qua hỏa lôi tử hỏi. Những tên kia tự nhiên đều đi vào qua. Hỏa lôi tử nói ra, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua tiểu tinh tinh. Không biết tiểu gia hỏa này hỏi cái này có ý đồ gì? hắc hắc, mà khi nghe hỏa lôi từ bực này lời nói, tiểu tinh tinh, đỗ tiểu yêu. Đỗ thiếu phủ ba người lại là vô cùng ăn ý nhìn nhau, sau đó tương hỗ nhìn nhau. Vì đó hắc hắc mà cười. Vậy là tốt rồi, chỉ ít có thể lấy thu thập những vương bát đàn đó. Tiểu tinh tinh không có hảo ý cười. Nếu thật vĩnh hằng chi mộ bên trong những lão gia hỏa kia vào không được cổ hoang hung địa. Vậy ít nhất cổ hoang hung địa bên trong, long tộc, pháp gia, tung hoành ra danh ra bên trong mấy người những người kia là không cần kiêng kỵ mà bọn hắn còn có thể có cơ hội thu thập long tộc pháp ra bên trong mấy người người đỗ thiếu phủ cũng mang theo nụ cười không mang theo hảo ý nếu là tiến vào cái kia đại hung chi địa nếu là vĩnh hằng chi mộ bên trong những người vô pháp đó tiến vào vậy ít nhất không cần lo lắng long tộc danh ra tung hoành ra mấy người phía sau làm cái gì mà lấy bản thân tăng thêm tiểu tinh tinh đỗ tiểu yêu mấy người tu vi hiện tại thực lực đến lúc đó nói không chừng còn có thể chiếm cứ không ít tiện nghi nghe tiểu tinh tinh lời nói đang nhìn đỗ thiếu phủ đỗ tiểu yêu còn có tiểu tinh tinh không có hảo ý kia gian trá tiếu dung thanh hồ lão yêu lôi lão mấy người mới hiểu được vì đó âm thầm ngạc nhiên quả nhiên không phải người một nhà không vào một nhà cửa a hỏa lôi từ cũng có chút bất đắc dĩ trận nhìn đỗ thiếu phủ tiểu tinh tinh. Đỗ tiểu yêu một chút tiếp tục nhàn nhạt nói ra. Từ nơi này một lần truyền ra động tĩnh đến xem. Cổ hoang hung địa lần này sợ không phải xuất hiện khe hở mà là chân chính tái hiện thế gian. Đến lúc đó xuất hiện cơ duyên cũng sẽ càng nhiều bất kỳ cái gì một dạng. Cũng đủ để bất phàm tại thế. Lão tổ cổ hoang hung địa tại chỗ nào? Đỗ thiếu phủ hỏi. Tại cổ hoang đại lục hỏa lôi từ nói ra cổ hoang đại lục đỗ thiếu phủ cũng không lạ lẫm tam lục cửu châu nhất giới vực nhất giới vực là yêu giới cùng thú vực mà ba lục là thiên hoang đại lục thần hoang đại lục cuối cùng còn có cổ hoang đại lục trong đó thần vực không gian tại thần hoang đại lục mà thiên hoang đại lục đỗ thiếu phủ cũng đi qua lúc trước thần lôi thiên thánh phủ đệ xuất thế liền ở trên thiên hoang đại lục cổ hoang đại lục đỗ thiếu phủ nhớ tới một việc lúc trước đỗ tiểu thanh còn từng nói lên thú hồn bên trong có vào tại ấn ký mở ra muốn đi tìm kiểm chứng cùng mình thân thế có liên quan tất cả chỗ kia liền ở trên cổ hoang đại lục lai lịch của đỗ tiểu thanh đỗ thiếu phủ đủ để vì rõ ràng là cái kia không đầu khổng lồ yêu thú thi cốt bên trong tới từ hình bầu dục kia trong chứng xuất ra nhưng về sau đỗ tiểu thanh có hay không tìm được thân thế của mình Đỗ Thiếu Phủ cũng không hỏi qua. Giờ phút này nâng lên cổ hoang đại lục, Đỗ Thiếu Phủ mới nhớ. Sau đó từ hỏa lôi từ trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được cái kia cổ hoang hung địa còn chưa từng triệt để mở ra, bất quá cũng tuyệt đối nhanh. Nhưng khi đó cổ hoang hung địa chỉ là vỡ ra một cái khe. Bởi vậy Thánh Cảnh Cường giả mới có thể tiến vào. Lần này cổ hoang hung địa hẳn là triệt để tại tái hiện thế gian. Không biết thánh cảnh dưới tu vi người có thể hay không tiến vào. Chương 2243, 2247, hai thằng nhóc. Thánh cảnh phía dưới tu vi người đi vào cũng chỉ là hơn phân nửa muốn chết thôi. Ở trong đó quá hung hiểm, thánh cảnh tu vi người đi vào có thể sống đi ra cũng không dễ dàng. Hỏa Lôi Tử nói như vậy, ở trong đó cơ duyên to lớn, nhưng hung hiểm thực sự quá lớn. Ta đến đi vào một chuyến đỗ thiếu phủ đã sớm quyết định ở trong đó có đại hung hiểm nhưng là đồng dạng có đại cơ duyên chân long chân phượng tinh huyết chân long chân phượng trí tôn thú năng đó là hạng gì nghịch thiên bảo vật còn có một số cực kỳ viễn cổ trước đó nghịch thiên chủng tộc tiền bối lưu lại những chủng tộc kia lúc trước cũng không biết tại long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc phía dưới bao nhiêu chờ chút những thứ này để đỗ thiếu phủ khó mà cự tuyệt chính là tăng cường thực lực thời điểm, cái kia cổ hoang hung địa. Bản thân không đi không được, tìm kiếm linh lôi sợ là đến tạm hoãn một ít thời gian. Người phải cẩn thận, mặc dù những lão gia hỏa kia không cách nào tiến vào cổ hoang đại lục. Nhưng không có nghĩa là liền không có cường giả có thể đi vào. Nói không chừng thế gian này ẩn giấu đi cái gì cường giả. Lần trước cũng không có tiến vào cổ hoang hung địa lần này cổ hoang hung địa triệt để tái hiện thế gian tự nhiên là sẽ không lại bỏ lỡ cơ hội hỏa lôi tử nhắc nhở lấy đỗ thiếu phủ tiểu tinh tinh đỗ tiểu yêu đám người lão tổ ma giáo những ma hoàng đó lúc trước có từng từng tiến vào cổ hoang hung địa đỗ thiếu cảnh ít ỏi mở miệng nhưng đây cũng là không thể không lo lắng nếu là ma giáo những ma hoàng đó có thể tiến vào cổ hoang hung địa bên trong nhưng uy hiếp đem không phải một chút điểm việc này ta còn thật không biết cũng ngươi có chút kỳ quái nhớ kỹ lần thứ hai cổ hoang hung địa vỡ ra kẽ hở thời điểm ma giáo những tà ma đó cũng đã xuất hiện nhưng cũng không từng có nghe nói có tà ma từng tiến vào cổ hoang hung địa bên trong hỏa lôi từ khẽ nhíu mày việc này hắn cũng có chút nghi hoặc cho nên cũng không biết những ma hoàng đó có thể hay không tiến vào cổ hoang hung địa bên trong chuẩn bị ra đi đỗ thiếu phủ hơi chút một cái hít sâu ánh mắt kiên định vô luận những ma hoàng đó có thể hay không tiến vào cổ hoang hung địa bên trong chính mình cũng phải đi cổ hoang hung địa bên trong đi giáo nói không chừng có thể thu hoạch đến cơ may lớn gì không lâu sau đó đỗ thiếu phủ tìm được đỗ tiểu thanh muốn biết một chút lúc trước đỗ tiểu thanh có hay không tại cổ hoang đại lục bên trên tìm tới người nhà của mình không cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch Toàn bộ Cổ Hoang Đại Lục cũng không có chúng ta nhất tộc. Đỗ Tiểu Thanh mang theo thương cảm, lần trước tiến về Cổ Hoang Hung Địa bên trong cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nhưng thú hồn bên trong ấn ký lại là để cho nàng cảm giác. Hoàn toàn chính xác có tộc nhân vẫn tồn tại Cổ Hoang Đại Lục. Đỗ Thiếu phủ theo Đỗ Tiểu Thanh cái ót tú, vỗ vỗ Đỗ Tiểu Thanh đầu vai, nói: "Lần này theo ta tiến về một chuyến Cổ Hoang Đại Lục đi, nói không chừng sẽ có hiện" Ừm, Đỗ Tiểu Thanh cao hứng nhẹ gật đầu. Vào đêm, Đỗ Thiếu Phủ tìm tới Mịch Thiên Hào, Đông Phương Thanh Mộc, Đỗ Vân Long, Y Lão. Cầu Lãi, Quỷ Sa, Ngân Dực Ma Điêu, Lôi ưng Vương. Diệt mông vương mấy người hoang quốc hạch tâm chi nhân. Cáo chi nắm trong tay thần vực không gian sự tình. Cái gì? Khi biết được tin tức này, toàn trường rung động mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ hít vào khí lạnh, ánh mắt đều nhanh muốn chừng ra hốc mắt từng cái quái vật vậy nhìn lấy đỗ thiếu phủ thánh cảnh tu vi người theo ta tiến đến cổ hoang hung địa bên trong những người khác mang theo hoang quốc tinh nhuệ tiến vào trước thần vực không gian ma luyện cổ hoang hung địa bên trong mặc dù có đại cơ duyên nhưng thánh cảnh tu vi người muốn đi ra cũng không rất dễ dàng tu vi không đủ người không được tiến vào đỗ thiếu phủ đem ý nghĩ nói cho mọi người cũng đã nói cổ hoang hung địa bên trong khả năng tồn tại những nghịch thiên đó cơ duyên nhưng cổ hoang hung địa quá mức hung hiểm thánh cảnh tu vi người tiến vào cũng hung hiểm không biết không nghĩ mọi người gặp nạn mang lên đỗ tiểu thanh cũng chỉ là muốn nhìn xem tình huống có thể hay không thừa cơ tìm kiếm được hắn thân nhân đại kiếp sắp tới thời gian đã không nhiều đã có loại kia cơ duyên nên dành hung hiểm là không thể biết được ta muốn tiến vào Độc cô phần thiên mở miệng, ánh mắt cứng cỏi, tràn ngập hỏa viêm. Tiến thần vực không gian đối với hắn ý nghĩa cũng không lớn, hắn đã sớm từng tiến vào. Cổ hoang hung địa bên trong cơ duyên đó mới là đối với hắn lớn nhất vị dụ hoặc. Về phần hung hiểm, hắn chưa bao giờ lui lại qua. Tính ta một người, dạ phiêu lăng nói chỉ là đơn giản bốn chữ. Nhưng ánh mắt bên trong lóe lên quang mang. Cũng tính ta một người. Trần Thanh Thuần nói ra sau đó ở giữa cơ hồ tất cả mọi người phải vào cổ hoang hung địa thần vực trong không gian. Lúc trước không ít người đã từng tiến vào. Đỗ thiếu phủ nhíu mày, những người khác còn tốt, nhưng độc cô phần thiên, minh yêu. Mịch thiên hào, dạ phiêu lăng, đông phương thanh mộc. Đại ca chân thanh thuần tính cách của đám người, loại chuyện này lại là không cách nào cự tuyệt. Cuối cùng, đỗ thiếu phủ cũng chỉ có thể gật đầu lập tức cũng không đến bao lâu đỗ thiếu phủ mang theo đại tỷ đỗ tiểu mạn nhị ca đỗ vân long còn có cầu lãi diệt mông vương lôi ưng vương quỷ xa ngân dực ma điêu mấy người thẳng đến thần hoang đại lục tiến về thần vực không gian thần vực trong không gian đỗ thiếu phủ một lần nữa bố trí qua đến tự mình bàn giao đám người diệt mông vương cùng lôi ưng vương nguyên bản là thần vực không gian bên trong vương giả tự nhiên phải ở trong đó mà ra vào thần vực không gian đỗ thiếu phủ cũng vì đám người làm một chút vải nhỏ đưa theo cổ hoang hung địa muốn mở ra tin tức truyền ra toàn bộ tam lục cửu châu cũng theo đó chấn động khắp nơi nghị luận ầm ĩ không ít người biểu thị muốn đi trước cổ hoang đại lục để cầu tiến vào cổ hoang hung địa bên trong giành đại cơ duyên bực này hấp dẫn cực lớn đủ để cho người đem hiểm cảnh đi đầu đặt sau đầu hai ngày sau sáng sớm Chiếc bình minh hắc ám vừa mới qua đi, đông phương tia ánh sáng mặt trời đầu tiên dâng lên. Thạch thành hoàng cung phía trên, mười mấy đạo thân ảnh bước lên hư không? Chính là đỗ thiếu phủ một đoàn người. Ngoại trừ đỗ thiếu phủ, đỗ thiếu cảnh, đỗ đình hiên. Lồi lão mấy người thánh cảnh cường giả bên ngoài, giờ phút này lại là còn có mịch thiên hào. Đông phương thanh mộc, minh yêu, gia luật hàn, độc cô phần thiên. Thánh trận đồng tử chân thanh thuần, dạ phiêu lăng, thiên cổ ngọc, đỗ tiểu thanh. Đỗ tiểu hổ mấy người kia. Mà để đỗ thiếu phủ bất đắc dĩ là. Đỗ tiểu hoàng cái tiểu nha đầu kia cùng đỗ bá những tiểu tử kia cũng không biết từ nơi nào. Được tin tức bảo là muốn đi cổ hoang đại lục bên trên tìm kiếm cơ duyên, cũng ồn ào muốn đi. Thật vất vả mới chấn trụ những tiểu tử kia, để bọn hắn đến lúc đó theo lôi ưng vương cầu lãi mấy người tiến vào thần vực trong không gian hảo hảo ma luyện ra đỗ thiếu phủ mở miệng một đoàn người phá không rời đi thẳng đến cổ hoang đại lục mà liền tại đỗ thiếu phủ đám người rời đi về sau nửa nén hương tả hữu hoàng cung một chỗ chỗ ngoặt hai cái cái đầu nhỏ len lén nhô ra một cái giờ phút này thoạt nhìn mười mấy tuổi ra mặt tiểu thiếu niên một cái nhỏ hơn tiểu nữ hài hai cặp linh lợi mắt to trâu len lén bốn phía chuyển động cuối cùng nhìn nhau cười một tiếng, nữ hài mở miệng nói: "Đỗ Bá Ca, cha ta cùng Tiểu Thanh tỉ tỷ, tinh tinh tỷ tỉ, thiếu cảnh cô cô các nàng hẳn là đi xa. Hoàng Muội, người nói chúng ta vụng trộm đi cùng. Thiếu phủ thúc thúc có tức giận hay không a? À, tiểu Thiếu Niên có chút bận tâm. Thế nào, người sợ sao? Cổ hoang hung địa bên trong thế nhưng là có đại cơ duyên. Đỗ Tiểu Hoàng lườm Tiểu Thiếu Niên một chút, rõ ràng là tại giật dây Tiểu Thiếu Niên." chương 2244, 2248, túi càn khôn động tĩnh. Sợ ta đỗ tiểu bá lúc nào sợ qua. Tiểu thiếu niên mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng hình thể lại là thẳng tắp trắng kiện. Cho người ta một loại tựa như hung sư tử chân bằng ấu tể cảm giác. Vỗ bộ ngực nói với tiểu nữ hài vào. Nhưng lập tức cái kia sáng ngời con mắt chuyển, lại là có vẻ hơi kiêng kỵ. Hắn ai cũng không sợ, có thể duy chỉ có sợ vị kia thiếu phủ thúc thúc cùng kim xí sí đại băng. Điều nhất tộc bên trong sư phụ. Không sợ vậy liền theo ta đi, chúng ta len lén đi, cổ hoang hung địa có thể làm được gì? Tiểu nữ hài vừa nói, thân ảnh đằng không mà lên, cư chính là xé rách không gian. Tiểu thiếu niên mặc dù còn có một số âm thầm do dự, nhưng lúc này cũng chỉ đành sự tình kiên trì đi theo lên hai đạo non nớt thân ảnh sau đó chính là biến mất ở trong hư không không gặp cổ hoang hung địa muốn triệt để mở ra dấu hiệu sự tình truyền khắp tam lục cửu châu các phương vân động người tu hành ai cũng động dung trong lúc nhất thời tam lục cửu châu bên trong đông đảo cường giả nhao nhao tiến về cổ hoang đại lục mà đến lấy đỗ thiếu phủ đám người độ muốn tới cổ hoang đại lục ngược lại là không tốn bao nhiêu thời gian căn bản không cần muốn thông qua lỗ sâu không gian xé rách không gian so với lỗ sâu không gian còn nhanh hơn nhiều làm đỗ thiếu phủ chờ đến cổ hoang đại lục phía trên cũng không nhịn được hơi kinh ngạc chạy đến cổ hoang đại lục người đã không ít thậm chí cảm thấy không ít mịt mờ khí tức đương nhiên lấy đỗ thiếu phủ tu vi hiện tại thực lực còn có đoàn người tu vi ngược lại là còn không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì đây chính là cổ hoang đại lục đỗ tiểu thanh có chút thương cảm nàng não hải thú hồn bên trong lúc trước có ấn ký mở ra rõ ràng là cảm giác được cổ hoang đại lục bên trên khả năng có thân nhân tồn tại có thể lên lần đến đây cũng không từng tìm kiếm được thân nhân tới người tựa hồ không ít a à, bất quá ngược lại là không thấy cửu đại gia cùng long tộc phượng hoàng nhất tộc người a à, tiểu tinh tinh tâm thần phóng thích có chút kỳ quái chưa từng nhìn thấy cửu đại gia đám người cổ hoang đại lục bên trên cũng có được không ít chủng tộc mạnh mẽ không thể khinh thường đỗ tiểu thanh nói với tiểu tinh tinh bất quá cũng biết tiểu tinh tinh mấy người thực lực bây giờ cổ hoang đại lục bên trên mặc dù có không ít chủng tộc mạnh mẽ nhưng sợ là cũng không ai có thể cùng tiểu tinh tinh trở hiện tại so sánh nơi đây cũng không phải là cổ hoang hung địa muốn mở ra vị trí tự nhiên không có cửu đại gia cùng long tộc phượng hoàng nhất tộc người bất quá ta đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không quá sớm hiện thân không cần thiết sớm ra cũng không bỏ được để thế hệ trẻ tuổi tiến vào chịu chết hỏa lôi từ liếc qua mọi người nói đỗ thiếu phủ cười một tiếng tự biết hỏa lôi lão tổ theo mọi người đến đây là có ý bảo hộ mọi người cổ hoang hung địa chuyện lớn như vậy pháp ra tung hoành ra mấy người cũng tuyệt đối sẽ xuất hiện một lúc lâu sau một mảnh bao la vô biên vô tận hải vực xuất hiện ở đỗ thiếu phủ trước mặt đám người đu đu một hải vực vô biên thiên thủy một màu hạng mục chi tiết nhìn lại có sừng sững hòn đảo núi non có vách đá một mảnh tiếp một mảnh thỉnh thoảng thấy xanh um xanh ngắt đạp ở hư không nhìn ra xa sóng thiêu sun phát nơ chi sóng mãnh liệt chập trùng sóng sau cao hơn sóng trước tầng một trồng bên trên tầng một khí thế bao la hùng vĩ đến cực điểm. Bao la hải vực giống như là liên tiếp thiên tế. Nơi xa thâm hậu, mông lung, phẳng phất là biển trời một màu, trở thành liền thành một khối. Chính là trước mặt, hỏa lôi từ mở miệng, khí tức thu liễm, thân ảnh rơi vào một mảnh hẻm núi phía trên. Hẻm núi hai bên bụi lục uốn lượn dòng sông ngang qua mà qua. Đám người theo rơi xuống, đều khí tức thu liễm. Cái kia chính là cổ hoang hung địa muốn mở ra chi địa sao? đỗ thiếu phủ ánh mắt hơi khép tại nơi bát ngát hải vực phía trên. Sâu trong hư không có một đầu vết nứt không gian hiển lộ. Tu vi không đủ người khó mà nhìn trộm đến, từ trong đó có mênh mông chi khí truyền ra. Cổ lão cuồn cuộn, mịch thiên hào, đỗ thiếu cảnh, đỗ đình hiên. Thanh hồ lão yêu mấy người cũng tận số vì đó ngước mắt. Kẽ hở kia có triệt để phá toái dấu hiệu, cái này cổ hoang hung địa cũng nhanh muốn mở ra hỏa lôi từ mở miệng trong hai con ngươi một vòng nhàn nhạt đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện lấp lóe nghe vậy đỗ thiếu phủ hơi nhíu mày trước đó không lâu xông vào này ma hoàng điện làm cho hắn hiểu được liền xem như giờ phút này bản thân đặt chân đến rồi thánh cảnh so với những ma hoàng đó đến chính mình còn kém xa lắm chớ nói chi là cùng cái kia ma thần so sánh với cho nên bất kể như thế nào nếu là cái kia cổ hoang hung địa bên trong có vào những cái kia cơ duyên to lớn mình nhất định muốn lấy được đại kiếp liền tới lâm những ma hoàng đó cùng ma thần sợ là liền muốn triệt để khôi phục đỗ thiếu phủ tự biết lấy mình bây giờ căn bản không có thời gian chờ đợi dùng cái này khắc tự thân thực lực tu vi muốn trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai đem thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh vậy cũng chỉ có tìm kiếm linh lôi cùng các loại đại cơ duyên chỉ có đem thực lực tăng cường mới có thể tại không lâu sau đó trong đại kiếp nhiều một phần. Lực lượng chống lại, xem ra đến bây giờ, đỗ thiếu phủ rất rõ ràng. Giờ phút này bản thân ngay cả đối phó cái kia cửu ma hoàng cũng bất lực. Đừng nói là cái kia đại ma hoàng. Đáng sợ hơn chính là còn có cái kia ma thần. Đây chính là long thần cùng ba ngàn đại thiên thế giới chi chủ cũng vô pháp đem triệt để giết. Chết chủ. Mặt khác Đỗ Thiếu Phủ không cho rằng Pháp gia biết từ bỏ ý đồ, còn có tung hoành ra. Lòng tộc các loại, một mực có thâm cừu đại hận, rất không có khả năng có thể hóa giải. Đu đu hai, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có nghĩ qua hóa giải, lấy thực lực bây giờ tu vi. Đối mặt với tung hoành ra, long tộc, Pháp gia mấy cái kia từ vĩnh hằng chi mộ bên trong người đi ra ngoài. Cũng còn còn thiếu rất nhiều. a à, Bỗng dưng, đỗ thiếu phủ biến sắc, tâm thần khẽ động, phất tay. Có một cái túi càn khôn xuất hiện ở trong tay. Đây là một cái thông thường túi càn khôn, nhìn lấy niên đại xa xưa. Lộ ra cổ phác mênh mông chi khí, bề ngoài nhìn không ra quá nhiều chỗ đặc biệt gì. Nhưng giờ phút này lại là có một vòng quang mang chớp nhấp nháy. Chỉ là lập tức có ẩn nấp không gặp. Đỗ thiếu phủ xác định bản thân không có hoa mát. Khiến Đỗ Thiếu phủ rất ngạc nhiên chính là cái này túi càn khôn chính là lúc trước Thiên Vũ học. Viện bị Quang Minh thần đình huyết tẩy thời khác. Hối tự thái thượng trưởng lão giao cho mình túi càn khôn. Nói là học viện tiền bối sớm có biết trước, nếu là có một ngày Thiên Vũ học viện gặp đại kiếp. Cái kia tất nhiên liền sẽ bởi vì cái này trong túi càn khôn chi vật. Cái này trong túi càn khôn chi vật quan hệ đến Thiên Vũ học viện quật khởi. Bị lúc trước học viện tiền bối bố trí lên phong ấn cấm chế. Chỉ có người hữu duyên mới có thể mở ra, về phần cái này trong túi càn khôn là vật gì? Không có bất kỳ người nào biết. Cái này túi càn khôn một mực bị Đỗ Thiếu Phủ Thu trong tay. Ghi nhớ hối tự đại trưởng lão Chi Ngôn, không thể đem cái này túi càn khôn rơi vào trong tay bất luận kẻ nào. Nắm tay bên trong túi càn khôn, Đỗ Thiếu Phủ Nguyên Thần nhìn trộm hướng về phía trong túi càn khôn lại là hiện lấy bản thân thời khắc này lực lượng nguyên thần vẫn là cảm giác được đá chìm đáy biển căn bản là không có cách nhìn trộm ra cái này trong túi càn khôn có cái gì trong này đến cùng có cái gì đỗ thiếu phủ thu hồi lực lượng nguyên thần chậm rãi từ trong bụng nôn thở một hơi vừa mới rõ ràng là cảm giác được vẫn không có động tĩnh túi càn khôn có một chút ba động sau một lát đỗ thiếu phủ thu hồi túi càn khôn xem ra muốn biết bên trong túi càn khôn này có vật gì cũng chỉ có chờ chờ thời duyên ngược lại là đến rồi không ít người tiểu tinh tinh mở miệng theo đám người rơi xuống mặc dù thu liễm khí tức nhưng vẫn có không ít cường giả có chỗ hiện đang âm thầm nhìn trộm mà tới mà những thứ này nhìn trộm mà đến khí tức tự nhiên là chạy không khỏi tâm thần của tiểu tinh tinh nhìn trộm từ đó phát hiện không ít khí tức quen thuộc đỗ thiếu phủ cũng sớm cũng cảm giác được có không ít khí tức nhìn trộm mà đến nghe vậy tâm thần nhìn trộm mở đi ra giờ phút này bao la hải vực bốn phía đích thật là có không ít khí tức quen thuộc trong đó không ít mịt mờ khí tức cực kỳ cường đại đỗ thiếu phủ tâm thần đảo qua cũng phát hiện không ít người quen tượng vô song tượng trường thắng mấy người cũng ở trong đó cũng không phải ít mịt mờ khí tức làm chạm đến đỗ thiếu phủ Tiểu tinh tinh mấy người khí tức của người về sau. Từng đạo khí tức như là như giật điện lập tức thít chặt mà quay về. Sợ là chọc phải đoàn người này. Nghỉ ngơi trước đi. Hỏa lôi tử nói ra, đối với bốn phía một chút sinh linh cường giả không có để ở trong lòng. Cũng không để ý đến ý tứ. Đu đu ba. Sau đó đám người liền ở bên trên hẻm núi ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Cổ hoang hung địa quá hung hiểm, ai cũng không dám chủ quan nhất định phải thời khắc bảo trì đỉnh phong cùng cẩn thận bốn phía không ngừng có sinh linh đến đây nhưng có tiểu hồ cùng đỗ tiểu thanh cố ý phóng thích một chút khí tức cũng đủ để cho đến cái này hẻm núi không người dám tới gần bất quá cũng có được ngoại lệ không lâu sau đó có huyền cổ đến đây đỗ thiếu phủ mặc dù đã đặt chân thánh cảnh nhưng đối mặt với huyền cổ cũng đứng dậy đón lấy cảm tạ làm sơ huyền cổ tiền bối một mực tương trợ chít chít. Mấy canh giờ về sau, hư không bên trên, một mảnh ngọn lửa màu xanh tràn ngập. Một tiếng tê minh to rõ truyền ra, màu xanh hỏa viêm bốc lên, khuếch tán bầu trời. Tựa như nho nhỏ xanh quang diệu ngay. Một cái thanh loan dương cánh mà đến, hoa mỹ lông đuôi tràn ngập màu xanh phù văn. Êm tai động lòng người, dương cánh linh động uy nghiêm. Hiện lộ rõ ràng thú trung trí tôn vậy khí tức. Gào gừ theo một cái này thanh loan xuất hiện xa xa bốn phía cùng phạm vi hải vực. Có yêu thú gào thét không ngớt vì đó run rẩy. Thanh loan cõng lên, một đạo uyển chuyển thân ảnh mà đứng, hai cong giống như nhau không nhau. Ánh mắt thanh tịnh tinh khiết, sạch sẽ thuần khiết để cho người ta nhìn lấy giống như là không. Dính khói lửa trần gian đồng dạng như lung yên mịt mờ, yểu điệu nhẹ nhàng. Tuyệt sắc huynh thành, duyên dáng yêu kiều, tuyệt sắc kinh diễm thế nhân động tĩnh như vậy làm cho thung lũng đỗ thiếu phủ cũng mở ra hai con ngươi. Mắt thấy trên hư không một con kia thanh loan cùng cái kia tuyệt sắc nữ tử. Khóe miệng nhấc lên một nụ cười. Là tinh ngữ. Đỗ tiểu thanh kinh hỉ đã sớm hướng về phía hư không hô to tinh ngữ chúng ta ở nơi này. Là tiểu thanh cùng thiếu phủ ca ca. Tuyệt sắc nữ tử nghe vậy làm mắt thấy phía dưới hẻm núi trên thân ảnh cái kia động nhân tuyệt sắc trên dung nhan lập tức lòng tràn đầy cười một tiếng. Tiếu dung khuynh thành, thân ảnh đã đợi không kịp bay thẳng mà hạ. Sau đó cái kia thanh loan khổng lồ thân thể bên trên quang mang chớp nhấp nháy. Cũng hóa thành một cái thiếu nữ áo xanh, lông mi thật dài có chút cong vảnh lên. Khí chất trên người thần bí trí tôn. Hoàng hôn, lại là một cái tuyệt sắc nữ tử dáng lâm, dung nhan tuyệt thế. Trang phục bọc vào thon dài cặp đùi đẹp, đường cong mê người phác họa ra như ma quỷ chọc giận tư thái. Làm dạng này một nữ tử xuất hiện, đỗ thiếu phủ thân ảnh trước tiên nghênh đón tiếp lấy. Cổ hoang hung địa tựa hồ muốn triệt để mở ra, sư phụ để cho ta đi vào một chuyến. Một lát, đám người sau một hồi hàn huyên, Âu Dương sảng nói với đỗ thiếu phủ. Cổ hoang hung địa bên trong có vào thuốc gì chú ý, bác sĩ si tiền bối có nói gì hay không? Đỗ thiếu phủ đối với Âu Dương sảng vấn đạo, lấy bác sĩ si lão phong tử cường giả như vậy. Đỗ thiếu phủ xem chừng có lẽ đối với cổ hoang hung địa biết đến so với hỏa lôi lão tổ còn nhiều. Hơn, chương 2245-2249, hung địa mở ra. Âu Dương Sảng lắc đầu, nói với đỗ thiếu phủ, cổ hoang hung địa sư phụ ta cũng không có đi vào. Bác sĩ si tiền bối cũng không từng đi vào. Đỗ thiếu phủ hơi kinh ngạc. Ta nghe sư phụ khẩu khí, tựa hồ cổ hoang hung địa bên trong, sư phụ cùng phục nhất bạch nam nho tây yêu mấy người tiền bối đều không thể tiến vào tựa như là có cái gì hạn chế âu dương sảng do dự một chút về sau nói với đỗ thiếu phủ đây chỉ là nàng nghe sư phụ khẩu khí suy đoán nhưng cụ thể cũng không rõ ràng còn có bực này hạn chế sao đỗ thiếu phủ càng thêm kinh ngạc đương thời có không ít hạn chế chỉ là không có mấy người biết cái này cổ hoang hung địa càng là thần bí theo ta suy đoán nơi đây khả năng cùng ngươi hỏa lôi từ mở miệng mắt thấy đỗ thiếu phủ muốn nói lại thôi ánh mắt khẽ nhúc nhích sau đó nói ra sau này hãy nói đi tóm lại cổ hoang hung địa rất phức tạp đỗ thiếu phủ không tiếp tục truy vấn màn đêm cũng đã giáng lâm hải vực chỗ sâu cùng bốn phía đại địa trong dãy núi lâu lâu có yêu thú tiếng gào thét trầm thấp truyền ra nó có động tĩnh giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán ta có thể cảm giác được tựa hồ cùng cái này cổ hoang hung địa có quan hệ. Bóng đêm bao phủ, nguyệt hoa như luyện, hạp cốc sơn khe nước chảy. Âu dương sảng rúc vào đỗ thiếu phủ trong ngực, vuốt ve hơi nhô lên bụng dưới. Từ lần trước thần bí kia màu vàng tròn trịa thạch đầu tiến vào trong bụng về sau. Chính là cho nàng một loại dựng dục tân sinh mạng cảm giác cũng bởi vì thần bí này thạch đầu. Những năm này nàng tu hành làm ít công to, tu vi tiến triển cực nhanh. Có động tĩnh, đỗ thiếu phủ ngưng thần thần bí kia màu vàng thạch đầu từ khi lần trước tiến vào âu dương sảng thể nội trong lòng của hắn vẫn lo lắng hòn đá kia quá thần bí nguyên thần không cách nào nhìn trộm bất kỳ cái gì biện pháp cũng không phản ứng chút nào ngay cả nhỏ máu nhận chủ cũng từng thử qua đỗ thiếu phủ nhíu mày đã từng cũng thử nghiệm dùng sức bổ ra cái kia màu vàng tròn trịa thạch đầu phát hiện cái kia màu vàng tròn trịa thạch đầu so với bất luận cái gì vật thể đều muốn tới cứng rắn, không thể tổn hại nó mảy may. Ngũ sắc linh lô phù đỉnh cũng không còn biện pháp đem luyện hóa. Nó đối với ta không có ác ý, ta có thể cảm giác được. Nhìn lấy Đỗ Thiếu phủ khẩn trương, Âu Dương sảng mỉm cười, những năm gần đây, thần bí kia thạch đầu tại nàng trong bụng, để cho nàng có thể vô hình cảm giác được. Mặc kệ thần bí này thạch đầu là vật gì, đều sẽ không tổn thương cùng nàng. Chỉ mong đỗ thiếu phủ ngược lại là cũng có thể cảm giác được thần bí kia thạch đầu không có ác ý. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, vô kế khả thi, rõ ràng nhất thần bí kia màu vàng thạch đầu. Tràn ngập cổ lão khí tức không thể phá hủy. Đủ để chứng minh tuyệt không phải đồng dạng chi vật thiên hoang báo từng nói. Hòn đá kia là cổ hoang đại lục bên trên một chỗ cổ địa đoạt được. Xuất thế từng gây nên đất trời bốn phía dị tượng để tứ phương vân động, sấm sét vang dội nói không chừng có lai lịch lớn. Chỉ là hòn đá kia xuất từ cổ hoang đại lục. Giờ phút này lại là tựa hồ cùng cổ hoang hung địa có quan hệ như thế để đỗ thiếu phủ nghi hoặc. Yên tâm đi, ta không có ngại. Âu Dương sảng ngước mắt, đầu ngón tay khẽ nâng. vuốt ve cái kia một trương cương kiên quyết sắc nhọn khuôn mặt của trí. Mắt to tràn đầy nhu tình, khẽ mỉm cười, tiếu dung khuynh thế. Nhìn khuôn mặt của lên trước mắt, đỗ thiếu phủ cũng nhịn không được nữa, cúi đầu nhẹ hôn xuống cái kia một đôi mắt to đôi mắt sáng cũng có chút khẽ nhắm, có chút cượt miệng. Môi đỏ mê người, sờ nhẹ mà lên. Bốn môi đụng vào nhau, lướt qua liền ngừng lại, sau đó dây dưa, cướp đoạt. Kịch liệt triền miên, dưới ánh trăng, cái này một đôi nam nữ, hưởng thụ lấy khó được ôn nhu. Siêu siêu, trong đêm tối, vùng biển này chung quanh không ngừng có không tầm thường tu vi người dáng lâm. Cổ hoang hung địa càng truyền càng mở một chút dĩ vãng không quá hiển sơn lộ thủy cổ lão sơn môn cùng thế lực cũng bắt đầu xuất hiện. Bực này hung địa cũng đồng dạng nương theo lấy cơ duyên to lớn. Đủ để gây nên tất cả cường giả đương thời chú ý của. Bình thường nơi đây hoang tàn vắng vẻ. Nhưng giờ phút này cái này trong đêm tối đều là lộ vẻ cực kỳ náo nhiệt. Cũng có được một chút tiểu phân tranh nhưng rất nhanh lắng lại. Mà như vậy thời gian chậm chậm đi qua rất nhanh tới hừng đông hôm qua lũy tích ở trên trời màu xám ám vân dần dần tan chảy, xa xa nhìn lại. Hải vực trên mặt nước giống che đậy một mảnh hơi mờ mỏng manh sương mù. Hừng đông quang giống hỗn độn sơ khai lúc đồng dạng đem quang minh cùng hắc ám tách rời. Bị tầng mây dày đặc bao trùm lấy bầu trời tràn ra khe hở, chiếu dọi đầy trời hồng vân. Một lát sau, đầy biển kim đợt, hồng nhật giống một lò xôi trào dung nham phun ra. Kim quang lóa mắt, đầy trời hồng quang hẻm núi bên trên, trên một tảng đá lớn, ngồi xếp bằng. Nhắm mắt dưỡng thần đỗ thiếu phủ đột nhiên mở ra hai con ngươi, ngẩng đầu lên. Mắt thấy hư không bên trên. Tại nơi hải vực chỗ sâu trên hư không, một vết nứt đang ở chầm chậm mở rộng kéo ra. Lạng yên xé rách, cùng một một thoáng, hải vực mặt nước bắt đầu khuấy động, chiều dâng phun trào. nhấc lên kinh đào hải lãng. Tại lúc này đông đảo kinh hãi trong ánh mắt sâu trong hư không một đầu khe nứt to lớn hiển lộ chậm rãi lộ ra một mảnh bao la cổ địa như là một phương thế giới tại rơi xuống mở ra hỏa lôi từ đứng dậy mắt thấy hư không phía trước hai con ngươi bao trùm đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện ầm ầm thiên địa rung động triều tịch triều trướng thiên địa oanh minh cổ hoang hung địa rốt cục mở ra thiên băng địa liệt biển trời cuốn ngược càn khôn điên đảo các đảo rung động trên hư không kẽ hở kia mở rộng tê liệt rất nhanh giống như là mở ra một cái thế giới mới lối vào là cái kia đại hung chi địa mở ra bốn phía truyền đến đông đảo tiếng kinh hô cái kia thế giới mới vậy bao la cổ địa bên trong quang mang chiếu rọi phù văn sáng trói xương trắng mở mịt tựa như tiên khí phát ra trận trận tế tự thanh âm như là về tới cực kỳ viễn cổ niên đại nơi đó có vào rất nhiều đại hung ngâm sướng thần âm điếc tai thần bí phủ lục bí văn từ trong hư không tràn ra vô cùng vô tận động tĩnh như vậy để cho người ta cũng nhịn không được nữa có không ít cường giả đã trực tiếp bay lên không muốn tranh đoạt đại cơ duyên rầm rầm giờ khắc này giữa cả thiên địa cũng tràn ngập ra một cỗ mênh mông năng lượng thiên địa xương trắng ba động thần âm hắn giữa thiên địa truyền ra lại có động tĩnh đỗ thiếu phủ đứng dậy trong tay lần thứ hai xuất hiện lúc trước đại trưởng lão giao cho mình túi càn khôn giờ phút này trên túi càn khôn này có phù lục bí văn lấp lóe giống như là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt nhưng sau đó lại thu liễm không gặp nó lại có phản ứng ngay tại đỗ thiếu phủ kinh ngạc thời khắc bên người âu dương sảng mở miệng trong bụng thần bí kiêm màu vàng thạch đầu cũng lần thứ hai có phản ứng đang ngọ nguậy phát sáng lão tổ, trong cơ thể nàng có một vật thần bí, chẳng biết vật gì. Đỗ thiếu phủ cáo chi hỏa lôi lão tổ. Hỏa lôi tử khiêu mi, trong tay óng ánh khắp nơi đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện bao khòa. Hướng về phía Âu Dương Sảng mà đến. Theo cái này đỏ ngọn lửa màu xanh lam hồ quang điện bao khòa. Âu Dương Sảng trong bụng ngọa ngoại thần bí thạch đầu lại là bỗng nhiên lắng xuống. Kỳ quái ta cũng không biết là vật gì một lát sau, hỏa lôi lão tổ trao mày, vì đó không hiểu, hắn cũng không biết đó là vật gì. Cũng vô pháp đem khu trục ra Âu Dương sảng thể nội. Xem ra không có biện pháp. Cái này cũng tại đỗ thiếu phủ trong dự liệu. Lão phong tử đám người cũng không biết thần bí kia thạch đầu là vật gì. Hỏa lôi lão tổ không biết cũng nằm trong dự liệu. Trường 2246-2250 đều là đánh cực một lần cha, chúng ta khi nào đi vào?" Tiểu Tinh Tinh đối với Đỗ Thiếu phủ hỏi. Đỗ Thiếu phủ mắt nhìn phía trước hư không, vừa muốn nói chuyện. Bỗng dưng ánh mắt nhìn hướng về phía một bên hư không, ánh mắt hy vọng. Tại nơi hư không nơi xa bầu trời xuất hiện không ít thân ảnh. Một cỗ vô hình nhưng là khí tức đáng sợ tràn ngập mở rộng mà tới. Mà bực này khí tức đáng sợ, chỉ có thực lực càng mạnh người mới càng là có thể cảm giác được thực lực tu vi không đủ người, thậm chí không cách nào cảm giác được loại kia khí tức tồn tại. Là bọn hắn tới, hỏa lôi từ mắt thấy đỗ thiếu phủ hy vọng chỗ. Đỏ con mắt màu xanh lam bên trong hồ quang điện nổi lên, có lôi quang liệt diễm lấp lóe Là vĩnh hằng chi mộ bên trong những lão gia hỏa kia. Bọn hắn cũng muốn tiến vào cổ hoang hung địa sao. Tiểu tinh tinh mày nhăn lại, trong mi tâm tà mị ấn ký như ẩn như hiện phát ra hào quang nhàn. Nhạt nơi xa những khí tức cường đại đó chạy không khỏi sự thăm dò của nàng. Đó là Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong đi ra những đáng sợ đó viễn cổ cường giả. Để tu vi hiện tại của nàng cũng có chút kiêng kỵ, biết những lão gia hỏa kia cũng không dễ trêu. Yên tâm đi, bọn hắn chỉ là đến thử, ta đã thăm dò qua, bọn hắn vào không được. Hỏa Lôi Tử nói ra, âm thầm có chút thất vọng, hắn đã tâm thần âm thầm thử qua. Mở ra hung địa vẫn có hạn chế, đi vào qua một lần người căn bản là không có cách lại vào đi. Hắn lần này đến đây cũng là ôm thử tâm lý, nhưng vừa mới hắn đã trước tiên thăm dò qua. Cái này hung địa vẫn có loại kia hạn chế, đang ngăn trở hắn tiến vào. A Di Đà Phật, theo hỏa lôi tử thoại âm rơi xuống, có Phật hiệu giữa trời, phạn âm mờ mịt. Kinh văn ngâm sướng, trên hư không có mấy đạo thân ảnh vút không, khí tức cường đại đi đầu một lão hòa thượng thánh cảnh khí tức chưa từng có bao nhiêu ẩn nấp là phật gia lão hòa thượng kia còn có cửu trọng linh hằng luân bọn hắn dạ phiêu lăng đen kịp con người nghiêm nghị có thần đó là phật gia cường giả cửu trọng linh cùng hằng luân hắn cũng không lạ lẫm lúc trước thiên tướng thập bát vệ thế nhưng là còn cùng hắn liều qua hợp kích đại trận không chỉ có phật gia đều tới đỗ tiểu yêu nói ra linh đồng hiện ra kim quang vù vù theo đỗ tiểu yêu thoại âm rơi xuống. Hư không bên trên có mảng lớn thân ảnh từ vùng biển này trên trời cao xé rách hư không khe hở. Mà ra quang mang lóa mắt khí tức to lớn, khuấy động trời cao. Đỗ thiếu phủ gặp được không ít thân ảnh quen thuộc. Đạo gia thanh phong đạo nhân cùng hư dương từ mấy người mấy người, nho ra mạnh thiên hạc. Nông gia khương nguyệt thiền, mang theo vào cũng là khổng tam tư, chu tiểu lạc mấy người. Mà thứ tộc u hư, thiên xà tộc xà ngu xích hỏa yêu sư nhất tộc sư tử kế hoạch lớn ba cái kia quen thuộc thánh cảnh tu vi người cũng xuất hiện cũng riêng phần mình mang theo mấy người ở bên người tung hoành gia tô tam diễm danh gia huệ vũ cũng xuất hiện cũng mang theo mấy người ở bên người pháp gia người xuất hiện dẫn đầu là minh lão đi theo phía sau mấy cái khí tức không tầm thường thân ảnh trong đó còn có một cái bẩn thỉu trung niên cầm một cái bầu rượu thân mang một kiện màu đậm trường bào không biết bao lâu chưa giặt toàn thân tựa như nửa cái tên ăn mày nhưng lờ mờ là có thể thấy được đầu bù phát ra che lấp là một chương cực kỳ khuôn mặt của tuấn lãng nhìn minh lão cùng cái kia bẩn thỉu trung niên đỗ thiếu cảnh con ngươi nổi lên một chút ba động thiếu cảnh tiểu thư minh lão xé rách hư không xuất hiện trực tiếp cảm thấy giờ phút này một đồng khí tức mạnh nhất đỗ thiếu phủ đám người sau đó rất xa đối đỗ thiếu cảnh cúi đầu hành lễ minh lão sau lưng mấy cái nam nữ rất xa nhìn qua đỗ thiếu phủ đỗ thiếu cảnh đỗ đình hiên các loại đều là nghiến răng nghiến lợi vậy âm thầm lộ ra hàn ý nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng nhị cữu minh lão đỗ thiếu cảnh ngước mắt gật đầu ra hiệu khuôn mặt bình tĩnh đỗ thiếu phủ rất xa đối với cái kia bẩn thỉu trung niên nhẹ gật đầu biết đó là ai Lúc trước lần thứ nhất tiến vào Pháp gia, mất tâm về sau. Là Minh Lão cùng hắn xuất thủ ngắn ngủi che lại mạng của mình. Minh Lão tình, đỗ thiếu phủ lần trước xem như trả. Nhưng trước mắt vị này nhị cữu tình lại là vẫn không có còn Đỗ thiếu phủ cũng từ mẫu thân trong miệng nghe nói qua, những năm này tại Pháp gia. Một mực có vị kia nhị cữu tương trợ. Chỉ là cùng Pháp gia ngăn cách thực sự quá lớn. Đỗ thiếu phủ không cách nào kêu lên nhị cữu hai chữ tới. Mà cảm giác giờ phút này minh lão khí tức đỗ thiếu phủ ngược lại có chút âm thầm kinh ngạc. Nhưng cũng không kỳ quái, lần trước sau khi giao thủ. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, minh lão thế mà cũng đặt chân thánh yêu cảnh. Hừ, minh lão cùng cái kia bẩn thỉu trung niên bên người. Giờ phút này còn có một cái chỉ có 30 tuổi bộ dáng thanh niên, khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng ánh mắt lạnh lẽo, rất xa mắt thấy đỗ thiếu phủ. Đỗ đình hiên mấy người tuôn ra hàn quang hận ý, ít hầu lạnh rên một tiếng. Sau đó đối cái kia cổ hoang hung địa phá, không lao đi. Bẩn thỉu trung niên sốc sách sợi tóc che lấp, mắt thấy đỗ thiếu phủ, đỗ đình hiên. Đỗ thiếu cảnh các loại, khóe miệng có chút dương lên lộ ra cười nhạt một tiếng. Sau đó đi theo cái này minh lão ở tại thanh niên kia sau lưng mà đến. Ngao! lòng khiếu điếc tai, trí tôn thú y giáng lâm, có thân ảnh giáng lâm, khí tức to lớn. Là long tộc long thiên chiêu, mang theo mấy cái khí tức cường đại chi nhân. Mặc ra hồ huyền hồ cũng xuất hiện, xé rách không gian, mang theo mặc như nam. Từ mã mộc hàm mấy người số người trẻ tuổi. Cô, tề minh điếc tai, phượng hoàng nhất tộc phượng xí thánh giả cũng tới, mang theo tử huyên. Hoàng Linh Nhi, Phượng Hàn, Phượng Sô, Hoàng Vũ mấy người mấy người xem ra lần này tất cả mọi người là muốn đánh cực một lần a à? mắt thấy vùng biển này hư không bên trên trong khoảng thời gian ngắn cùng nhau xuất hiện tất cả đại sơn môn cường giả hỏa lôi từ từ tốn nói đỗ thiếu phủ mắt thấy hư không phủ xuống tất cả đại thế lực cường giả rõ ràng hỏa lôi tử chỉ tất cả lớn bên trong sơn môn những vĩnh hằng chi mộ đó bên trong đi ra viễn cổ cường giả biết rất rõ ràng cổ hoang hung địa bên trong ngay cả thánh cảnh cường già cũng khó có thể tự. Vệ, lại là còn mang theo nhiều người trẻ tuổi trong đồng lứa trí tôn thiên kiêu tiến vào. Đơn giản là muốn muốn đánh cực lần cuối, để cầu giành đại cơ duyên. Đại kiếp liền tới lâm, cổ hoang hung địa mở ra, để cửu đại gia, long tộc. Phượng hoàng nhất tộc mấy người cũng đã đến không cách nào chống cự cấp độ. Thiếu phủ, đỗ thiếu phủ trong suy tư, như chuông bạc thanh âm truyền đến tư mã mộc hàm bóng hình xinh đẹp mà tới thế mà đột phá không ít xem ra không có lười biếng a à. nhìn qua trước mắt một trương động mặt người bàng so với lúc trước tăng thêm mấy phần thành thục tăng thêm vũ mị càng động lòng người khí tức trên thân càng là hùng hồn cuồn cuộn đương nhiên trong khoảng thời gian này thánh tổ tự mình dạy bảo chúng ta tư mã mộc hàm cười nhìn thấy đỗ đình hiên âu dương sảng đỗ thiếu cảnh chờ ở một bên trên gương mặt lập tức lặng yên hiển hiện có chút ửng đỏ, tiến lên chào hỏi hành lễ. Nương, ta nhớ là ngươi. Tiểu tinh tinh đã sớm bay lên không đến rồi tử huyên bên người. Khuôn mặt của nho nhỏ bên trên lộ ra hồn nhiên cười. Nhà đầu ta cũng nhớ ngươi. Tử huyên khẽ mỉm cười, hai con ngươi như màu tím rượu nhật. Tự hồ có thể nhìn thấu thế gian tất cả, một bộ áo tím vì không? bên trên có ngọn lửa màu tím ám văn lờ mờ, phác họa bay bổng dụ hoặc chi tư. Rất xa nhìn qua đỗ thiếu phủ một chút, không có tiến lên, khí chất siêu trần thoát tục. chương 2247-2251 tiêu sát suy tàn. Gặp qua linh chủ, khi nhìn thấy tiểu tinh tinh, hoàng vũ, hoàng linh nhi mấy người hành lễ đồng thời. Cũng là âm thầm hít vào khí lạnh, tiểu gia hỏa này thoạt nhìn người vật vô hại bộ dáng, trên thực tế lại là nhân vật khủng bố nhất tuổi còn nhỏ đã đặt chân thánh thú cảnh. Còn chiếm được chu tước truyền thừa, làm cho các nàng những thứ này phượng hoàng nhất tộc trí tôn thiên kiêu so sánh cùng nhau. Cũng hận không thể đào đường kẽ đất chui vào. Đừng quá khách khí, miễn lễ. Tiểu tinh tinh đối hoàng linh nhi mấy người lão khí hoành thu. Phất phất tay, gặp qua vu tôn. Nho ra khổng tam tư mấy người mấy đạo thân ảnh đến rồi đỗ thiếu phủ trước người hành lễ. Vu tôn mặc dù chỉ là nho ra một cái tôn sưng. Nhưng bây giờ nho ra ai cũng hiểu vị này vu tôn phân lượng. Đỗ thiếu phủ vung tay áo, cũng hướng về phía mạnh thiên hạc, hương nguyệt thiên. Hồ huyền hổ mấy người thân ảnh quen thuộc cười một tiếng gật đầu. Lúc trước đạo ra, nho ra mấy người tương trợ tri ân đỗ thiếu phủ sẽ không quên. Giờ phút này mặc dù tự thân cũng đặt chân thánh cảnh, tất nhiên là không dám tự đại. Đại bằng hoàng, chúng ta đi trước một bước hồ huyền hồ khương nguyệt thiền mạnh thiên hạc mấy người xa xa mở miệng mang theo bên người mấy người hướng phía cổ hoang hung địa lao đi siêu siêu cái khác tất cả đại sơn môn cường giả cũng không cam chịu lạc hậu ngao ô hải vực hư không bên trên thú hống như sấm bên trong thú vực không ít thú tộc vương giả cường giả xuất hiện sinh linh như là tại tranh độ thân ảnh như điện khí tức to lớn a à. Đỗ thiếu phủ nhìn hư không, nơi đó có vào một chút quen thuộc khí tức cường đại thân ảnh hoành. Khóa hư không, là yêu giới hồng nguyệt cùng tử liên tiên tử đám người. Hỏa lôi tử cũng chú ý tới yêu giới người, ánh mắt đảo qua. Âm thầm có ba động trong mắt lướt qua. Chít chít, hư không trên trời cao lần thứ hai có vết nứt không gian bị xé nứt kim quang vạn trượng. Chiếu dọi hải vực ẩn ẩn có bằng minh vang động núi sông. Kim sí đại bằng điểu nhất tộc cường giả giáng lâm. Già lâu bá thiên, già lâu tuyệt vũ, già lâu thải linh. Già lâu tuyệt không mấy người thân ảnh quen thuộc đều đến đây, khí tức bá đạo lăng lệ. Quét sạch tứ phương, để tứ phương động dung. Nãi, nãi, đỗ thiếu phủ gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc, đó là lão thái thái già lâu ma la. Giờ phút này một cái kia nguyên bản tập tĩnh lão thái thái giờ phút này giống như là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, khí tức cường đại mà bá đạo. Khiếp người vô cùng, hai con ngươi như là hai vòng kim sắc diệu nhật ẩn chứa trong đó. Cái kia rõ ràng là thánh thú cảnh tầng thứ khí tức. Gặp qua ra ra, nãi nãi, đỗ thiếu phủ hoành không hành lễ. Vì lão thái thái đặt chân thánh cảnh mà cao hứng. Hai tử, lão thái thái hiền hoa cười. Gặp qua hai vị tiền bối. Đỗ Thiếu Đình, Đỗ Thiếu Cảnh, Trân Thanh Thuần, Âu Dương Sảng, ngay cả Ma Hoàng, Dạ Phiêu Lăng. Mịch Thiên Hào V, V, là tiến lên đối với Giả Lâu Bá Thiên, Giả Lâu Ma La hai vị hành lễ. Miễn lễ, ha ha. Giả Lâu Bá Thiên vung tay áo tự dưng bể nghệ vô cùng. Nhìn thấy giờ phút này hoang quốc bực này đội hình, vì đó vui mừng cười to. Cũng không hồi tộc trông được nhìn. Giả Lâu Thải Linh đối với Đỗ Thiếu Đình cùng Đỗ Thiếu Cảnh gật đầu ra hiệu về sau hung hăng liếc đỗ thiếu phủ một chút nóng bỏng lại là tự dưng vô cùng động lòng người nếu không phải là bởi vì giờ phút này nhiều người sợ là liền muốn trực tiếp nắm chặt bên trên đỗ thiếu phủ lỗ tai quay lại ta nhất định hồi tộc trông được nhìn nghĩa phụ đỗ thiếu phủ ngượng ngùng cười một tiếng đối mặt vị này nghĩa tỷ bất luận là khi nào chỗ nào đều cũng có chút kiêng kỵ loại này kiêng kỵ bắt nguồn từ tình cảm huyết mạch đồng dạng tình cảm lúc này bốn phía không ít sinh linh đã tiến vào bên trong chưa từng có hung hiểm gì đi thôi chúng ta cũng nên tiến vào già lâu bá thiên mắt thấy phía trước mở miệng cổ hoang hung địa mở ra cửa vào khổng lồ vượt ngang bao la hải vực bốn phía sinh linh đã liên tục không ngừng tiến nhập trong đó tất cả đại thế lực bên trong người cũng đã tiến vào đi thôi tất cả cẩn thận hỏa lôi tử truyền âm rơi vào đỗ thiếu phủ trong tai Hoang quốc liền giao cho lão tổ Đỗ thiếu phủ truyền âm nhìn từ phía trước hư không đảo qua dặn dò bên người mọi người để ý siêu siêu trong nháy mắt đám người thân ảnh như là hóa thành lưu quang mấy cái lắc mình liền đã xuất hiện ở cổ hoang hung địa cửa vào trước một cỗ xuyên qua thời không vậy khí tức viễn cổ cuốn tới mang theo khí tiêu điều đập vào mặt vẹn vẹn chỉ là đến cửa vào đám người cũng cảm giác được sát ý riêng phần mình lập tức nâng cao tinh thần trận địa sẵn sàng đón quân địch không dám có bất kỳ chủ quan cửa vào không gian vặn vẹo đỗ thiếu phủ thân ở trong đó hết sức chăm chú không dám có bất kỳ buông lỏng từ bốn phương tám hướng ẩn chứa một loại cực đoan kinh khủng khí tiêu điều như là gợn sóng vậy khoách tán giống như là muốn từ này hung địa bên trong phun ra cho dù là đến rồi đỗ thiếu phủ bây giờ tu vi cũng cảm giác được tâm thần khô nóng chịu ảnh hưởng, bốn phía rậm rạp chẳng chỉ thân ảnh đen nghịt lướt qua. Nương theo lấy tiếng thú gào gào thét như sấm, một nhóm tiếp lấy một nhóm tiến vào. Toàn bộ sinh linh mục tiêu đều là giống nhau, vì cổ hoang hung địa bên trong to lớn cơ duyên. Toàn bộ hải vực bốn phía sôi trào, tranh nhau chen lấn tiến vào cổ hoang hung địa cửa vào. Sợ là đã chậm một bước thì sẽ mất đi đại cơ duyên một chút sinh linh vốn là tự biết tu vi của mình thực lực còn thiếu rất nhiều tiến vào cổ hoang hung địa bên trong không thể nghi ngờ là tương đương muốn chết nhưng giờ khắc này ở bực này điên cuồng tràn cảnh dưới sự kích thích ánh mắt phiếm hồng cắn răng cũng liên tiếp hướng phía cổ hoang hung địa bay lượn mà đến hưu hải vực hư không trong đám người có vết nứt không gian xé rách xuất hiện không ít thân ảnh chính là đông ly thanh thanh đông ly nhược xu Đông ly nhược vân còn có mấy cái thiên ma chiến trường bên trong đi ra phương kỹ gia cường giả. Dẫn đầu là một cái bà lão, trên người khí tức dồi dào đặt chân đến rồi thánh cảnh. Xem ra vi sư không cách nào tiến vào cái này hung địa, các ngươi phải cẩn thận. Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia cũng đã tiến vào, các ngươi cuối cùng cùng với bọn hắn cùng một chỗ. Cẩn thận danh ra người. Bà lão mở miệng, rõ ràng là đã đặt chân đến rồi thánh cảnh tu vi cấp độ nhưng không biết vì sao, giờ phút này ánh mắt có chút tối từ tiếc nuối thất vọng. Tự hồ là không cách nào tiến vào cổ hoang hung địa bên trong. Đúng, sư phụ, đông ly thanh thanh gật đầu, mày như lông chim chả cơ như tiết trắng. Ba búi tóc đen kéo thành một cái đơn giản bích lạc búi tóc kéo ở sau ót. Lộ ra như lưu ly li thủy nhuận thanh tịnh hai con người mắt thấy phía trước. Sau đó dáng người lược thân mà đến, sau lưng đám người đi theo hư không một góc, một bóng người hiển hiện, quang mang chiếu dọi xuống. Một chương trắng nõn gò má trắng nõn lộ ra góc cạnh rõ ràng đường cong. Đặc biệt là cái kia tuyệt mỹ môi hình, giống như là tại đàng hoàng mà cao quý cùng yêu nhã. Trường mà cong vảnh lên lông mi dưới. Có một đôi giống xương mai một dạng con mắt của thanh tịnh, mang theo một loại nhàn nhạt vũ mị. Mắt thấy phía trước thanh niên vung tay áo. Lược thân theo sinh linh thủy chiều hướng phía cổ hoang hung địa mà đến thao màu tím nhu gấm cẩm bào tại quang mang chiết xạ dạ ra màu tím nhàn nhạt quang huy. Cũng là tại dương ra ở giữa, phát họa ra một loại dụ hoặc hình thái đường vòng cung. Bát ngát cổ lão đại địa cho người ta một mảnh điều hưu cảm giác. Cắt đứt đại sơn, quy liệt đại địa, vùi lấp tại phế tích kiến trúc cổ xưa, lộ ra suy tàn. Trường 2248-2252, hung hiểm chi địa bầu trời quang mang lộ ra một loại màu đỏ sậm giống như là máu tươi nhiễm đỏ đám mây nơi xa còn có cự thú khổng lồ hai cốt xuất hiện bạch cốt xâm xâm nhưng xám trắng một mảnh không ánh sáng chạch không gian khắp nơi tràn ngập khí tiêu điều có gió gào thét ẩn ẩn sen lẫn gầm thét tiếng chém giết tự dưng khiếp người động nhân tâm hồn đỗ thiếu phủ đám người rơi vào một chỗ một nửa bao phủ tại phế tích bên trong kiến trúc cổ xưa bên trên đều là ngưng thần mục nhìn bốn phía dò xét bốn phía tiến vào một chút sinh linh rất xa cảm giác được nhóm người này khí tức cũng không dám tới gần rất xa liền đã tránh đi rời đi không hổ là đại hung chi địa mọi người cẩn thận một chút đỗ thiếu phủ ánh mắt ngưng lại tiến nhập cái này hung địa mặc dù còn chưa từng gặp gỡ hiểm cảnh nhưng không khí này bên trong sen lẫn khí tiêu điều liền đã để cho người ta cũng không dám khinh thường chúng ta vẫn là hành động đơn độc đi dạ phiêu lăng ánh mắt từ bốn phía thu hồi trên trán vỡ nát tia dưới hai con ngươi đen kịt mắt thấy đỗ thiếu phủ nói ra cái này cổ hoang hung địa quá mức hung hiểm thánh cảnh tu vi người cũng khó có thể tự vệ đỗ thiếu phủ nhíu mày lo lắng đây là cổ hoang hung địa nghe nói thánh cảnh cường giả cũng khó có thể tự vệ dạ phiêu lăng mấy người mặc dù đang ngoại giới làm một mới cường giả nhưng ở nơi đây một khi phân tán quá mức hung hiểm huống chi còn có pháp gia danh gia long tộc nhóm cường giả ở bên trong khắp nơi đều có hung hiểm thánh cảnh tu vi người khó mà tự vệ ai lại thoát ra khỏi thánh cảnh ma luyện mới có thể thuế biến hung hiểm cũng nương theo lấy cơ duyên dạ phiêu lăng cười một tiếng dạng này nói với đỗ thiếu phủ từ tu luyện tới đến nay hắn đều là ở trong hung hiểm ma luyện Hắn có thể có đủ vào bây giờ tu vi, mặc dù có đỗ thiếu phủ tương trợ. Nhưng càng nhiều hơn chính là hắn tự thân một mực ma luyện. Nơi đây mặc dù hung hiểm, nhưng Dạ Phiêu Lăng chưa từng có ý sợ hãi, ma luyện thuế biến. Càng tiến một bước, đây mới là hắn muốn đi vào cái này đất giữ mục đích. Tốt a, à, phải cẩn thận. Đỗ thiếu phủ nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhất là rõ ràng Dạ Phiêu Lăng lời nói đi theo mọi người thật là có thể an toàn một chút nhưng là biết thiếu đi tự thân ma luyện đỗ thiếu phủ tự biết đổi lại là bản thân cũng sẽ dạng này lựa chọn huống chi mình cũng không có cách nào cam đoan tất cả mọi người an toàn được dạ phiêu lăng nhẹ gật đầu sau đó cùng thiên cổ ngọc rời đi ta cũng muốn đi khắp nơi đi hy vọng có thu hoạch mịch thiên hào mở miệng mình yêu thiên sát đọc cô phần thiên các loại sau đó đều là biểu thị hy vọng đơn độc tiến lên, muốn ma luyện tự thân. Mịch thiên hào, thiên sát ra luật hàn. Độc cô phần thiên tính cách của đám người tính tình đỗ thiếu phủ đều biết sơ lược. Không có ngăn cản, để cho đám người đơn độc ma luyện. Tuổi đã cao, đại kiếp liền tới lâm, cơ hội cũng không nhiều, đánh cực một lần đi. Chân thanh thuần thế thì tam giác lông mày dưới, hai con người mang theo ý cười. Cáo biệt đám người rời đi ca ca cha các ngươi cẩn thận chúng ta tách ra mà đi cơ hội biết lớn hơn đỗ thiếu cảnh mở miệng nàng cũng muốn đơn độc ma luyện cơ hội như vậy cũng lớn một chút những viễn cổ đó cường giả không cách nào tiến vào tự biết lấy phụ thân và ca ca thực lực cho dù là gặp được pháp gia cùng long tộc mấy người đối đầu vây công cũng có thể thoát thân trở ra không cần lo lắng nhiều tách ra cơ hội tự nhiên sẽ càng lớn đều cẩn thận đi đỗ đình hiên không có ngăn cản đỗ thiếu cảnh trong lòng của hắn sớm cũng có được như vậy dự định lôi lão không có mở miệng nhưng nhìn thần sắc tự nhiên là tùy tùng đỗ đình hiên đi hắc hắc ta cũng muốn thật tốt xông vào một lần cái này hung địa tiểu tinh tinh quyệt miệng nói ra sáng ngời trong hai con ngươi nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm ta cảm giác được ta mới có thể ở nơi này hung địa bên trong tìm kiếm được cái gì các ngươi riêng phần mình bảo trọng. Đỗ tiểu yêu thoại âm rơi xuống thời khắc, thân ảnh hóa thành một vòng kim sắc lưu quang đã đến viễn không? Siêu siêu, đỗ thiếu đình, đỗ thiếu cảnh mấy người cũng không có nhiều lời. Lần lượt từng bóng người sau đó riêng phần mình rời đi. Bọn hắn đều muốn đơn độc ma luyện tự thân. Cái này hung địa đối với bọn hắn mà nói là ma luyện tự thân tuyệt hảo chi địa. Đi. Kim sí đại bằng điều nhất tộc bên trong già lâu tuyệt vũ, già lâu thải linh, già lâu tuyệt không mấy người cũng riêng phần mình rời đi. Bọn hắn cũng cùng Mịch Thiên Hào mấy người đồng dạng đã sớm làm xong đơn độc ma luyện tự thân chuẩn bị. Hai tử chú ý an toàn. Già lâu ma la nói với Đỗ Thiếu Phủ không có lo lắng. Kim sí đại bằng điều con non đều đều là từ trước tới giờ không cưng chiều. Già lâu ma la thoại âm rơi xuống, theo già lâu bá thiên song song rời đi. Đỗ thiếu phủ bên người cũng chỉ là còn dư đỗ tiểu thanh, tiểu hổ, âu dương sàng. Đái tinh ngữ cùng thanh loan bản thể tiểu thanh, còn có thanh hồ lão yêu mấy người kia. Tư mã mộc hàm tại tiến đến trước đó, cũng theo mặc ra người ở cùng nhau. Thánh sứ nếu là muốn đơn độc tìm kiếm cơ duyên, đại khái có thể tiến về. Đỗ thiếu phủ đối với thanh hồ lão yêu nói ra cái kia đại bằng hoàng cẩn thận rồi thanh hồ lão yêu không có khách sáo đi theo đỗ thiếu phủ lâu như vậy đối với đỗ thiếu phủ tính tình cũng hiểu bao nhiêu một chút biết không cần nhiều khách khí hắn tiến vào cái này cổ hoang hung địa từ cũng như là muốn tìm kiếm một phen cơ duyên thanh hồ lão yêu cũng rời đi đỗ thiếu phủ nhìn qua giờ phút này bên người còn dư lại đỗ tiểu thanh tiểu hồ đái tinh ngữ âu dương sảng các loại vì đó lộ ra nhàn nhạt cười khổ muốn nói để dạ phiêu lăng cùng mịch thiên hào đông phương thanh mộc đại ca chân thanh thuần mấy người đơn độc đi ma luyện mặc dù hắn đám người thực lực khả năng còn có không ít cũng không như đái tinh ngữ cùng âu dương sảng các loại nhưng dù sao mịch thiên hào dạ phiêu lăng mấy người cho tới nay chính là ở trong ma luyện quật khởi kinh nghiệm phong phú điểm này cũng không phải đái tinh ngữ cùng âu dương sảng đủ khả năng so sánh cho nên phải là để âu dương sảng cùng đái tinh ngữ mấy người đơn độc đi ma luyện ở nơi này cổ hoang hung địa bên trong đỗ thiếu phủ thật đúng là không yên lòng các ngươi đi theo ta ra đi đỗ thiếu phủ mở miệng mắt thấy phía trước đánh giá một chút thân ảnh vút không mà đến âu dương sảng đái tinh ngữ đỗ tiểu thanh mấy người không có nhiều lời theo đuôi ở phía sau theo đỗ thiếu phủ mấy người rời đi chưa tới nửa giờ sau tiến vào cái này cổ hoang hung địa bên trong sinh linh đã ít đi không ít bất quá tại vùng biển này hư không bên trên sinh linh lại là lít nha lít nhít từ cái này bát ngát cửa vào chỗ chỗ quét sạch ra khí tiêu điều cản trở những thế lực kia thực sự quá yếu sinh linh mặc dù cổ hoang hung địa đây là đang triệt để mở ra có thể vực cảnh tu vi người trở xuống sinh linh chỉ là cái kia cửa vào quét sạch dâng lên khí tiêu điều liền khó mà vượt qua có sinh linh chưa từng đặt chân đến vực cảnh, muốn cưỡng ép thấp hơn loại kia khí tiêu điều. Cuối cùng đều bị loại kia khí tiêu điều ảnh hưởng, tự bảo ở tại cửa vào. Không ít sinh linh lúc này mới đem muốn cưỡng ép tiến vào chi tâm ngăn chặn. Không dám cầm tự thân tính mệnh mạo hiểm. Xôi trào hải vực y nguyên sóng biển ngập trời, cảnh tượng dọa người. Cửa vào một góc xuất hiện một cái tiểu nữ hài cùng tiểu thiếu niên, có chút che che lấp lấp. Trốn trốn tránh tránh nữ hài tuy nhỏ, hai cặp linh lợi mắt to châu bốn phía chuyển động, lộ ra linh khí bức người. Cái này tiểu thiếu niên niên kỷ mặc dù cũng không lớn, hình thể lại là thằng tắp trắng kiện. Cho người ta một loại tựa như hung sư tử chân bằng ấu tể cảm giác. Mà hai người này không là người khác, chính là vụng trộm bản thân tới trước đỗ tiểu hoàng cùng đỗ tiểu bá. Sát ý này thật cường đại a, à, có thể ảnh hưởng linh hồn đỗ tiểu bá mắt thấy cửa vào cảm thấy cái kia khí tiêu điều không thể tầm thường so sánh chưa từng có bất kỳ khinh thường nào bá đạo tính tình dưới nội tâm thế nhưng là cực kỳ tinh tế tỉ mỉ có muốn hay không ta che chở ngươi đi vào đỗ tiểu hoàng cười đắc ý không cần không làm khó được ta đỗ tiểu bá cũng không nguyện ý bị cái này muội muội hạ thấp xuống mặc dù tự biết thực lực thật đúng là còn không bằng vị này trí tôn nghĩ hoàng bản thể muội muội thủ ấn ngưng kết trên người có kim quang nhàn nhạt ba động thân ảnh trực tiếp lướt vào cửa vào cha tinh tinh tỉ ta cũng tới đỗ tiểu hoàng trên mặt vào tiếu dung giống như là làm chuyện xấu lừa gạt được cha mẹ tiểu nha đầu theo đỗ tiểu bá trong đám người xông vào cửa vào mờ tối cổ lão đại địa khắp nơi là khí tiêu điều bất quá nơi này mặc dù tiêu sát nhưng linh khí lại là nồng đậm vô cùng sang ngoại giới còn mang theo một loại xương mù mông lung, ẩn chứa cổ ý. Hút vào trong mũi liền để người tu hành thần thanh khí sảng. Rõ ràng đối với tu hành có lợi ích cực kỳ lớn. Kỳ quái, linh như vậy khí sung túc địa phương, vì sao không có thánh dược? Đỗ thiếu phủ thân ảnh xuất hiện ở một vùng thung lũng, hơi kinh ngạc. Mặc dù mới tiến vào cái này hung địa nửa canh giờ, nhưng là đã trải qua không ít địa phương. Dựa theo đạo lý mà nói, linh khí này dư giả, lại là viễn cổ phong ấn chi địa địa phương. Hẳn là khắp nơi bảo dược thánh thuốc cũng không kỳ quái. Có thể dọc theo con đường này đừng nói không có bảo dược thánh thuốc. Ngay cả linh dược đỗ thiếu phủ cũng chưa từng hiện. Cho nên không khỏi lộ ra là hơi kinh ngạc kỳ quái. Trong này khí tiêu điều quá nặng đi, linh dược cần linh khí sung túc địa phương. Nhưng cái này khí tiêu điều lại là cũng đủ làm cho khó có thể còn sống đái tinh ngữ nói với đỗ thiếu phủ những năm này tại sư phó dưới sự dạy dỗ nàng cũng không lại là lúc trước tên tiểu nha đầu kia tiểu nha đầu ngược lại là hiểu được không ít đỗ thiếu phủ tán thưởng tiểu nha đầu này thế nhưng là kim phi tích bỉ sau đó một đoàn người tiếp tục ra một đường cẩn thận từng ly từng tí cái này cổ lão khắp mặt đất xương mù mông lung sơn lĩnh chập trùng liên miên lộ ra tăng thương có bạch cốt mai táng đại địa có thổ nhưỡng cùng đỉnh núi hiện ra màu đỏ nhạt giống như là bị máu tây nhiễm đỏ tăng thêm ý sát phạt cái này hung địa sợ thật đúng là lúc trước long phượng đại kiếp cuối cùng đại quyết run run trận xem ra lúc trước mai táng không ít hung hãn sinh linh âu dương sảng kiểm tra trên đất một mảnh bạch cốt âm u to lớn vô cùng đáng tiếc hóa thành bình thường xương cũng chưa từng có bí mật xương tồn tại tất cả mọi người nói nơi đây là Long Phượng đại kiếp quyết chiến cuối cùng chi địa. Sư phụ ta cũng đã nói, cái kia hẳn là không thể giả. Không biết trong này còn có hay không những cái kia chân long tinh huyết của chân Phượng Lưu. Lại, nếu là có thể đạt được, đây chính là đại cơ duyên A. Đái tinh ngữ vừa nói, con người cũng lộ ra hào quang, rất mong chờ. Hy vọng có cơ hội có thể có được lớn như vậy cơ duyên đỗ thiếu phủ cười cười đừng nói trước chân long chân phượng tinh huyết không biết ngọn nguồn sẽ có hay không có cho dù là nếu như mà có cơ duyên như vậy sợ là cũng tuyệt đối không phải dễ được đi tinh ngữ nhà đầu tất cả cẩn thận cái này hung địa mặc dù có cực xa nhưng khắp nơi tràn đầy hung hiểm to lớn không được chủ quan âu dương sảng nói với đái tinh ngữ oanh theo âu dương sảng tiếng nói chưa từng đều rơi xuống cách đó không xa có sơn mạch truyền ra rung động giống như là địa chấn. Nương theo lấy xương mù trùng thiên, có quang mang lộng lẫy. Chương 2249, 2253, đáng sợ ý sát phạt. Đi, Đỗ Thiếu phủ nhìn loại kia động tĩnh truyền tới phương hướng, lực thân mà đến. Phía trước một mảnh bao la cổ lão sơn mạch có pha tạp cổ thụ to lớn. Nhưng là cành khô lá héo úa, bóng cây lắc lư. Ầm ầm, đột nhiên, hư không rung động, một nguồn năng lượng thủ ấn đột nhiên từ trong hư không trùng. Kích mà xuống, đối đỗ thiếu phủ mấy người nện xuống. Đáng sợ thủ ấn lộ ra pha tạp cổ ý, phù lục bí văn sáng chói Giống như là có thể che khuất bầu trời, uy áp đáng sợ, chấn toái hư không? Chuyện này đột ngột quá, vẫn là bực này đột hiểm. Cũng may đỗ thiếu phủ mấy người một mực cẩn thận từng ly từng tí. Tâm thần cũng sớm có cảm ứng, kim quang quét ngang, mang theo đỗ tiểu thanh. Âu dương sảng sốt ruột chờ phá không lướt ngang đi xa. Phanh phanh phanh, năng lượng thủ ấn trực tiếp rơi vào đỗ thiếu phủ mấy người vừa mới đặt chân chi địa. Đỉnh núi bị trực tiếp đập nát, đại địa dạn nứt ra thâm uyên vậy khe hở, sơn băng địa liệt. Nguy hiểm thật a à? đỗ tiểu hổ nhíu mày, vừa mới loại kia năng lượng thủ ấn sợ là đủ để đem chủ vực cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả đánh thành thịt bầm. Đỗ thiếu phủ rất xa mắt thấy phía trước vừa mới loại kia năng lượng thủ ấn quá đột nhiên. Công kích mang theo khí tức cổ lão tăng thương, giống như là đến từ viễn cổ. Thiếu phủ ca ca, nơi đó có người, còn có cổ lão cấm chế. Đái tinh ngữ mắt thấy phía trước sơn mạch, dường như nhìn ra một chút mánh khóe. Cẩn thận, đỗ thiếu phủ thân ảnh lần thứ hai lướt đi cũng một mực cảm ứng được phía trước có vào không ít tức giận linh hơi thở tồn tại. Sơn mạch rất quỷ dị, quang mang chớp nhấp nháy, có phá toái phù lục bí văn một hồi ánh sáng. Một hồi ảm đạm, mang theo cổ ý, giống như là ẩn chứa thiên cổ khí tức. Một vùng thung lũng trước đó, xuất hiện một mảnh còn sót lại cấm chế, như là bích chướng y hệt. Giống như là muốn thông hướng mặt khác một chỗ thần bí chi địa. Cổ lão cấm chế, đó là một mảnh cổ lão cấm chế, mang theo ngập trời cổ ý, đỗ thiếu phủ nhíu mày. Vừa mới nhưng xuất hiện cường hãn năng lượng thủ ấn khí tức cùng cái kia trong cấm chế khí tức. Không có sai biệt, xem ra vừa mới tập kích bản thân không phải người ví. Mà là có người dẫn cái này cổ lão cấm chế hình thành, nguyên nhân rất đơn giản. Không ít sinh linh đang ở phía trước kịch liệt giao thủ. Oanh, phía trước núi đá nổ tung, có rất nhiều sinh linh tại giao thủ. Kỳ thật chân chính giao thủ cũng chỉ có mấy người, càng nhiều sinh linh thì là ở phía xa vây xem, tựa hồ muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trong lúc kích chiến, thuộc về một cái hắc sắc đại viên cùng một cái hạc lão giả nhất là kịch. Liệt, giống một cái hắc sắc đại viên toàn thân đen kịt, bản thể chỉ có ở bên trong thú tộc kỳ thật cực kỳ nhỏ bé hơn 10 trượng lớn nhỏ. Nhưng khí tức trên thân lại là vô cùng đáng sợ, đủ để đến rồi thú vực cảnh chủ vực cấp độ đỉnh phong sợ là cách thánh cảnh cấp độ cũng sẽ không quá xa vù vù hạc lão giả cầm trong tay một thanh bảo kiếm cùng cái kia hắc sắc đại viên không ngừng đụng nhau kịch chiến rất là kịch liệt kiếm quang sáng trói cắt vỡ hư không cách thánh cảnh cũng không xa rất cường đại đỗ tiểu thanh đỗ tiểu hổ mấy người mắt thấy cái kia hắc sắc đại viên cùng hạc lão giả kịch chiến đều vì đó động dung đó là hai cường giả, nhưng bình thường tựa hồ cũng không thế nào tại bên ngoài lộ diện qua. Bằng không tầng thứ này cường giả, hẳn là thanh danh hiển hách, cực dễ dàng nhận ra mới đúng. Si kiếm lão thất phu, ngươi giết ta huyết mạch hậu nhân, đoạn ta nhất mạch. Ta hôm nay cùng ngươi không xong. Hắc sắc đại viên mở miệng, xuất thủ lăng lệ, mắt lộ ra dữ tợn. Không ngừng đánh giết hạc lão giả giết người mấy con huyết mạch mà thôi. đến rồi chúng ta tu vi hậu nhân để làm gì? người muốn tái sinh là được. hạc lão giả nhìn như tiên phong đạo cốt thanh âm lại là lộ ra một loại âm trầm kiếm quang vờn quanh có thể đem hắc sắc đại viên lăng lệ thế công ngăn cản lão thất phu giết ta huyết mạch hôm nay tất người. Hác sát ngươi hắc sắc đại viên gào thét thân ảnh tại bành trướng sau đó tại bốn phía không ít rung động trong mắt hóa thân cao trăm trượng như là cao ngất cự phong ra một loại năng lượng màu đen quang mang giơ tay nhấc chân hư không rung động một đạo trào ấn như là xé rách hư không vỗ về phía hạc lão giả giống như là có thể xé rách tất cả thật là mạnh lớn vượn dạng này một chảo để bốn phía không ít sinh linh biến sắc thực lực thế này thánh cảnh phía dưới sợ là không có mấy cái có thể so sánh hạc lão giả sắc mặt cũng ngưng trọng lên không dám có bất kỳ khinh thường nào Bảo kiếm trong tay càng sáng chói, cũng vận dụng tuyệt chiêu, ngưng tụ kiếm quyết. Đáng sợ nhất kiếm chém ra. Xì xì xì, dạng này đụng nhau, năng lượng bành trướng, xé rách hư không cùng đại địa, bị phá vỡ mặt đất. Như là địa chấn, kinh người vô cùng. A, à, bốn phía có xui xẻo sinh linh bị liên lụy, truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Lười nhác cùng ngươi dây dưa, Hạc lão giả chống cự xuống hắc sắc đại viên một trảo. Thân ảnh nhất thời như là thiểm điện phá không. Trong nháy mắt chui vào cái kia cổ lão trong cấm chế. Trốn chỗ nào? Hắc sắc đại viên gào thét, thân ảnh thu nhỏ đến hơn 10 trượng, theo sát đuổi theo. Cũng tiến nhập cái kia cổ lão trong cấm chế. Đi vào, nhất định có cơ duyên. Nhìn cái kia hắc sắc đại viên cùng hạc lão giả đã tiến vào bên trong. Chu Vi công sinh linh cũng cũng nhịn không được nữa, nhao nhao vọt vào bọn hắn cảm thấy nơi đây có cổ lão cấm chế sợ là tất nhiên sẽ có thu hoạch khổng lồ ca ca chúng ta có nên đi vào hay không đỗ tiểu thanh mấy người rơi vào đỗ thiếu phủ sau lưng nhìn không ít sinh linh đã tiến nhập cái kia cổ lão trong cấm chế không khỏi chính là có chút động tâm chờ một chút cắt không thể chủ quan đỗ thiếu phủ đưa tay ngăn cản từ vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện cường hãn năng lượng thủ Ấn cùng giờ phút này tâm thần trong lúc mơ hồ cảm ứng được bất an. Xem chừng phía trước cái kia cổ lão trong cấm chế địa phương tuyệt không phải đất lành. Liền xem như có trọng bảo, cũng tốt nhất trước hành sự tùy theo hoàn cảnh tốt. Tại đỗ thiếu phủ trong khi chờ đợi, vẻn vẹn mấy phút sau. Phía trước cái kia cổ lão cấm chế bên trên dập dờn, có thân ảnh lao nhanh bắt đầu rồi đi ra. Phốc phốc, có thân ảnh tựa hồ vô cùng chật vật, giống như là bị đảo bay ra ngoài miệng phun đỏ thẫm máu tươi. Xoẹt, một đạo kiếm quang xuyên thủng hư không, đem thế thì phi thân ảnh đánh xuyên, đem chém giết. Vù vù, lại là mấy đạo kiếm quang lướt đi, sát phạt không tình. Đem đang muốn muốn xông ra mấy cái sinh linh chém vỡ. Siêu, một bóng người lướt đi, áo quần rách nát, bộ dáng chật vật cầm trong tay một thanh bảo kiếm. Khí tức cường đại, chính là trước đây không lâu trước hết tiến vào cái kia cổ lão trong cấm chế. Hạc lão giả, cái này Hạc lão giả không biết sao lại ra làm gì? Giống như là đã trải qua cái gì đáng sợ sự tình. Sau đó lần đầu tiên liền gặp được xa xa Đỗ thiếu phủ các loại. Hai con ngươi hóa thành huyết hồng chi sắc, còn có phù văn quỷ dị ba động. Hướng về phía Đỗ thiếu phủ mấy người liền nhào tới, kiếm quang trực tiếp chảm toái hư không. Lăng lệ sát phạt, không lưu tình chút nào. Đỗ Thiếu phủ khiêu mi, xuất thủ cũng là gọn gàng mà linh hoạt. Trực tiếp chính là đưa tay đập tới, trong chốc lát kim quang quét sạch mà ra. Ầm, um, Hạc lão giả kiếm quang bị trực tiếp đập nát, giống như là không chịu nổi một kích. Nhưng Đỗ Thiếu phủ lại là vì đó kinh ngạc kỳ quái. Trước đây không lâu cảm giác cái này Hạc lão giả thực lực vẫn chỉ là chủ vực cảnh đỉnh phong. Nhưng vừa mới một kiếm chi uy lại là đủ để đến rồi bán thánh cấp độ, không thể tưởng tượng nổi lão giả này cũng không giống như là lúc trước ẩn nặc tu vi nếu không không đến mức trốn qua bản thân nguyên thần cảm ứng giết hạc lão giả bị đẩy lui nhưng là hung hãn không sợ chết sát ý ngập trời lần thứ hai đánh giết nhất kiếm lực phách mà đến kiếm quăng chảm toái hư không năng lượng dâng trào hiển lộ ra một đầu dài lớn lên hư không khe hở sát phạt không tình đỗ thiếu phủ sắc mặt lập tức trầm xuống mặc dù cảm giác được cái này hạc lão giả tự hồ là nhận lấy cái gì kích thích ảnh hưởng nhưng giờ phút này người này sát ý để đỗ thiếu phủ mới sẽ không quản nguyên nhân gì muốn chết yết hầu truyền ra hừ lạnh một tiếng đỗ thiếu phủ trên người tuôn ra kim sắc quang mang khí tức đột nhiên trở nên bá đạo lăng lệ một quyền không có chút nào sặc sỡ hung hãn oanh ra đây là đỗ thiếu phủ tìm hiểu ra đến mới không lâu một loại võ kỹ từ thiên ma chiến trường thu hoạch bên trong đoạt được tên là toái tinh quyền. Đã từng đối với thanh hồ lão yêu liền động tới. ầm một quyền này lướt đi, những nơi đi qua trong hư không không khí bị áp xúc trực tiếp nổ tung. Không gian vặn vẹo vỡ nát cuối cùng mạnh mẽ cùng cái kia hạc lão giả nhất kiếm đụng nhau đối. Cứng ở cùng nhau, đột nhiên truyền ra nhọn lưỡi mát thanh âm. u u sau đó năng lượng đáng sợ phù văn gợn sóng quét sạch sau đó quanh mình không gian tựa như pháo hoa nổ tung vậy, chiếu sáng dãy núi này. Bang bang, hư không dạn nứt, hạc lão giả trong khi sông nhận trùng kích. Thân thể trực tiếp từng khúc vỡ nát hóa thành huyết vụ. Nhìn thấy một màn này, đái tinh ngữ cùng Âu Dương sảng có chút vì đỗ thiếu phủ âm thầm hít vào. Khí lạnh, bên trong cũng không đơn giản, các ngươi ở đây chờ ta, không thể vọng động. Đánh chết cái kia hạc lão giả, đỗ thiếu phủ chưa từng để ý ngược lại là đối với cái kia cổ lão trong cấm chế có cái gì cũng tò mò sợ là bên trong tất nhiên không đơn giản nhưng đỗ thiếu phủ không dám để cho đỗ tiểu thanh âu dương sảng mấy người đi mạo hiểm dù sao vừa mới cái kia hạc lão giả bực này cách thánh cảnh cũng không xa cường già cũng rất giống ở bên trong nhận lấy ảnh hưởng to lớn sau đó đỗ thiếu phủ cũng tiến nhập cổ lão trong cấm chế trên người bao vây lấy kim sắc huyền khí lồng ánh sáng, cẩn thận cảnh giác. Cổ lão trong cấm chế, hư không vặn vẹo, có chút mơ hồ. Càng là tiến lên, một cỗ đáng sợ ý sát phạt thì càng cường đại, có thể ăn mòn nguyên thần. Nguyên lai là nhận lấy bực này ảnh hưởng. Đỗ Thiếu phủ lập tức hiểu vừa mới cái kia hạc lão giả vì sao biết đánh mất thần trí vậy sát. Phạt nguyên lai thật đúng là trong này nhận lấy cái này ý sát phạt ảnh hưởng bực này ý sát phạt quá mức cường đại rồi. Để đỗ thiếu phủ cũng âm thầm có một loại tâm phiền sao động cảm giác. Cái kia hạc lão giả mặc dù không yếu, nhưng này ý sát phạt lại không cách nào ngăn cản. Đỗ thiếu phủ trong lòng cũng âm thầm ngưng thần, khó trách nói đây là đại hung chi địa. Thánh cảnh phía dưới khó mà đi ra, quả nhiên hung hiểm. Liền cái này tuy tiện gặp phải một cố ý sát phạt. Cũng không phải là thánh cảnh tu vi người đủ khả năng tùy tiện chống cự xuống cũng không đến bao lâu, phía trước mơ hồ hư không giống như là xuất hiện một mảnh lớn như vậy. Vòng xoáy, vô cùng to lớn, tựa như tinh vân chiếm cứ say tròn. Ở bên trong say tròn, trong lúc mơ hồ lộ ra khe hở. Làm cho đỗ thiếu phủ có thể rõ ràng nhìn thấy một góc, ở trong đó có đất đai mênh mông. Sơn mạch đen nhánh, vô cùng to lớn hài cốt màu trắng, bao la vô biên tường đổ. Càng là lộ ra một cỗ đáng sợ đến rồi cực hạn ý sát phạt loại này sát ý, rất xa lan tràn ra. Làm cho đỗ thiếu phủ dùng cái này khác ẩn chứa xích hào mã hầu mạch hồn và mấy đạo linh lôi. Hồn chủng lực lượng nguyên thần cũng phải âm thầm nhịn không được run dày. Trường 2250-2254, Sơn Môn Cổ Đĩa. Đây là địa phương nào, thật là khủng khiếp. Đỗ thiếu phủ nhíu mày, chỗ kia thật là đáng sợ, như vậy ý sát phạt trước đây chưa từng gặp. Giống, một tiếng vượn tiếng gào thét truyền đến. Đỗ thiếu phủ gặp được lúc trước tiến vào một con kia hắc sắc đại viên. Giờ phút này cái kia hắc sắc đại viên thân ảnh hóa thành trăm trượng, quang mang ngập trời. Như là hỏa diễm đang thiêu đốt, song đồng to lớn huyết hồng một mảnh. Như là bị máu tê bao trùm, không biết vì sao, tiến vào xoay tròn tinh vân bên trong. Nhưng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Hắc sắc đại viên cái kia tinh vân bên trong trực tiếp nổ nát vụn, vô thanh vô tức nổ nát vụn thậm chí ngay cả cái kia tinh vân cũng không có nổi lên bao nhiêu gợn sóng cái kia hắc sắc đại viên tu vi cũng không thấp cứ như vậy trơ mắt tại đỗ thiếu phủ trước mắt hóa thành huyết vụ sau đó biến mất không thấy gì nữa nhưng chính là loại này vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa làm cho đỗ thiếu phủ thần hồn bỗng nhiên siết chặt một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm từ đáy lòng lan tràn ra lại này cảm giác hết sức nguy hiểm, Đỗ thiếu phủ chưa bao giờ từng cảm giác qua. Phần Phật, Tinh Vân bên trong, loại kia sát phạt chi khí đột nhiên nổi lên ba động. Vừa mới cái kia hắc sắc đại viên nổ nát vụn cũng chưa từng nhộn nhạo lên gợn sóng Tinh Vân. Giờ phút này bởi vậy nổi lên ba động, hướng phía Đỗ thiếu phủ khuếch tán mà tới. Không tốt, Đỗ thiếu phủ tâm thần siết chặt nơi nào còn dám lưu lại, bàn chân kim quang tuôn ra toàn lực như thiểm điện nhanh lùi lại sau lưng tinh vân xoay tròn những nơi đi qua nuốt hết tất cả không thể trốn chạy xoẹt thân ảnh như điện đỗ thiếu phủ từ cái này cấm chế bích trướng bên trong chạy ra ầm ầm theo đỗ thiếu phủ trốn chạy sau lưng không gian đã ở từng khúc vỡ nát cổ lão cấm chế hóa thành hư vô mảng lớn đỉnh núi vỡ ra cự thạch quét sạch sau đó biến mất không thấy gì nữa một cỗ ngập trời ý sát phạt từ cuối cùng biến mất hóa thành hư vô cổ lão trong cấm chế sông ra. Quét sạch ở tại trên người đỗ thiếu phủ. Kim quang dâng trào, kim sắc phù lục bí mật văn như là hóa thành một đôi đại bằng kim xí trùm. Lên quanh thân, xì xì xì. Nhưng đáng sợ kia ý sát phạt hay là đem đỗ thiếu phủ thân ảnh trực tiếp chấn mở hơn mười. Trượng về sau mới đứng vững thân ảnh, kim quang phù lục bí mật văn thu liễm quay đầu nhìn qua sau lưng cái kia cổ lão cấm chế bích trướng đã biến mất không thấy gì nữa. Đỗ thiếu phủ còn lòng còn sợ hãi. Vừa mới loại kia ý sát phạt trùng kích vào, đỗ thiếu phủ rõ ràng nhất. Lấy đồng dạng thánh cảnh sơ kỳ tu vi người lực lượng nguyên thần. Sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Ca ca, tam thiếu, nhìn thấy đỗ thiếu phủ thân ảnh xông ra, nhận trùng kích đỗ tiểu thanh, tiểu hổ, đái tinh ngữ. Âu Dương sảng mấy người lập tức lao đến, nhìn thấy Đỗ thiếu phủ không có việc gì. Lúc này mới yên tâm lại, đi thôi, nơi này không phải đất lành. Đỗ thiếu phủ nói với mọi người, vừa mới ở bên trong gặp được cùng một chỗ. Còn có cái kia tinh vân che phủ bao la cổ địa, đoán chừng cũng có được một chút cơ duyên. Nhưng Đỗ thiếu phủ cũng không tính muốn tìm tòi hư thực, liền xem như có cơ duyên to lớn cũng không muốn đi thử nghiệm không thể không cân nhắc bên người còn có cái này đỗ tiểu thanh âu dương sảng chờ ở chưa từng lưu lại đỗ thiếu phủ mang theo đám người rời đi sớm một chút rời cái này bất thiện chi địa an toàn hơn nhiều đối với cái này cổ hoang hung địa bên trong hung hiểm giờ phút này đỗ thiếu phủ cũng coi là có một cái nhận thức hoàn toàn mới cũng coi như là chân chính kiến thức qua khó trách hỏa lôi lão tổ nói thánh cảnh tu vi người cũng không dám hứa chắc có thể sống ra ngoài liền vừa mới gặp được tình huống bình thường thánh cảnh sơ kỳ tu vi người sợ là liền phải gặp tai ương cho nên tiếp xuống một đường đỗ thiếu phủ càng thêm là không dám khinh thường ven đường qua cũng gặp phải không ít sinh linh chỉ là những sinh linh kia rất xa nhìn thấy là đỗ thiếu phủ liền trực tiếp tránh ra đi căn bản không có đến gần ý tứ ai cũng rõ ràng liền xem như ma vương đỗ thiếu phủ sẽ không tùy tiện nhằm vào bọn họ nhưng cùng ma vương đỗ thiếu phủ nằm cạnh quá gần có bảo vật cơ duyên cũng không tới phiên bọn họ trong này không biết lớn đến bao nhiêu âu dương sảng mở miệng lấy đám người tốc độ bây giờ tuyệt đối là cực nhanh nhưng lại không biết cái này cổ hoang hung địa bên trong mênh mông đến mức nào giống như là vô biên vô hạn đi không đến cuối cùng hẳn là so với thiên ma chiến trường sẽ không nhỏ đỗ thiếu phủ nói ra bao la cổ địa sắc trời lờ mờ trên đường đi lại là chưa từng có thu hoạch gì ngẫu nhiên có tán lạc mấy món cổ khí nhưng đã mất đi quang trạch tựa hồ là bị cái gì ma diệt đối với đỗ thiếu phủ ý nghĩa cũng không lớn số tốc độ của con người rất nhanh bất quá so sánh đỗ thiếu phủ bình thường tốc độ vậy coi như là rất chậm dù sao tiểu thanh tiểu hồ đám người đều là không cách nào gặp phải phía trước tựa hồ có chút động tĩnh a à trên hư không đỗ thiếu phủ thân ảnh đình trệ nhìn hướng về phía hư không phía trước nơi đó truyền đến động tĩnh có phượng hoàng nhất tộc khí tức thanh loan trong tộc tiểu thanh khiêu mi cảm thấy đồng tộc khí tức đi đỗ thiếu phủ tất nhiên là cảm thấy phượng hoàng nhất tộc khí tức trong lòng có chút siết chặt lo lắng tử huyên thân ảnh nhất thời vút không mà đến bầu trời một mực là ám trầm có vẻ hơi kiềm chế đến rồi phía trước xuất hiện một mảnh bình nguyên bát ngát nhưng hư không bên trên một mực bị sương mù bao phủ đậm đặc đến giống như là khói mù càng là đi lên sương mù càng là nồng đậm đến không cách nào thấy vật nương theo lấy một cỗ khí tức thần bí có thể ảnh hưởng nguyên thần nhìn trộm ta cảm thấy một luồng khí tức thần bí rất cổ lão cũng rất nguy hiểm tới gần nơi này bình nguyên âu dương sảng chính là âm thầm ngưng thần Mắt to trong đôi mắt đẹp phóng thích người quang mang. Đỗ thiếu phủ nhắc nhở mọi người để ý, thân ảnh rơi xuống, cẩn thận từng ly từng tí. Phóng thích nguyên thần cảnh giác. Mặc dù nơi này khí tức thần bí có thể ảnh hưởng nguyên thần nhìn trộm. Nhưng là chỉ là ảnh hưởng, không cách nào triệt để ngăn cách. Bốn phía có không gian năng lượng ba động, giống như là vừa mới có người ở giao thủ. Mang theo đám người chậm chậm tới gần đỗ thiếu phủ gặp được trong xương mù dần dần hiển lộ ra một mảnh đổ nát thê lương. Có cái này một vài chỗ vẫn có chút hoàn chỉnh, chỉnh thể cao ngất trắng lệ. trải qua năm tháng lâu dài vẫn cho người một loại nguy nga hùng vĩ cảm giác. nơi đây hiện ra màu xám trắng, mặt đất bày khắp một loại đặc biệt ngọc thạch khác. rất nhiều nơi phá toái, bị lật tung cũng khắp nơi có phù văn thần bí, nhưng đã mất đi quang trạch bất quá ở phía xa, y nguyên còn tại lộ ra một loại lực lượng thần bí. Tư tư, thậm chí ở phía xa, còn có hồ quang điện ba động dấu vết. Ma vương đỗ thiếu phủ, hắn đến rồi. Không ổn, ra hỏa này sao lại tới đây? Bốn phía xuất hiện một chút khí tức không tầm thường thân ảnh. Nhưng khi nhìn thấy đỗ thiếu phủ thời điểm, lập tức truyền ra một chút tiếng lẩm bẩm. Từng đạo ánh mắt tại xương mù ba động gặp chính là liên tiếp rơi vào đỗ thiếu phủ trên người đám người. Đại băng hoàng đại băng hoàng có mấy đạo thân ảnh mà đến, khi vũ bất phàm, đi đầu chính là động nhân Hoàng Linh Nhi. Vậy sửa đi trường hai chân mê người, còn có Phượng Hàn ở một bên. Đạo gia hư dương từ một người cũng ở trong đó. Mặt khác thì là đỗ thiếu phủ có chút khác biệt trăm dặm vô nhai còn có một kiếm thần hai người. Đỗ thiếu phủ không nghĩ tới hai người này cũng tiến nhập cái này đại hung chi địa. Nơi đây hẳn là một chỗ viễn cổ sơn môn chi địa, có lợi hại cổ trận. Mặc dù đã phá toái không được đầy đủ, nhưng là rất nguy hiểm. Phượng Hàn trực tiếp nói cho Đỗ Thiếu phủ nơi này tình huống.